Chương 1 Cái nhìn chăm chú Nguồn Mê truyện audio com Lương Bình vẫn nhìn chăm chú vào Vũ Tuệ thật lâu, từ ngày Vũ Tuệ chuyển vào trường, hắn vẫn luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhìn cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên cạnh cửa sổ, nhìn gió thổi qua mái tóc đen dài, hơi xoăn của cô, ngắm cô lười biến chống cầm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh mắt mông lung dưới làn tóc mái phất phơ, tựa như không đặt bất kỳ điều gì vào trong mắt, để tâm trí tự do đi đến một không gian thời gian khác mà người ta không thể tưởng tượng được hắn còn ngắm nhìn cả nụ cười rực rỡ của cô nhìn khí chất tươi mát và tự nhiên mà chỉ cô mới có hắn không thể khống chế được bản thân cứ như vậy mà bị những điều ấy hấp dẫn sau đó bắt đầu theo dõi vũ tuệ giống một tên biến thái sau mỗi giờ lên lớp hắn đều lặng yên chờ đợi vũ tuệ kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ ở xa xa lẳng lặng theo cô về nhà dưới ánh hoàng hôn màu cam im lặng mà dõi theo cô, theo cô lên xe điện ngầm, qua ba cái trạm, rồi cùng xuống xe. Vũ Tuệ sẽ rẽ vào một cửa hàng bánh ngọt bên ngoài nhà ga mua một ít bánh đậu đỏ nóng hầm hập mới ra lò, rồi mới một lần nữa lên xe. Điện, ngồi thêm hai trạm nữa trở về nhà, nhà Vũ Tuệ là một tòa nhà hai tầng kiểu Tây, trang hoàng tươi mát, ở nhà có nuôi một con mèo rác đôn, con mèo kia, ngày nào cũng ra đón Vũ Tuệ mỗi khi cô mở cửa, quấn quanh chân cô làm nũng được cô ôm vào lòng, thoải mái nằm trong ngực cô hưởng thụ cảm giác được nhẹ nhàng ôm nhu vuốt ve. Lương Bình mỗi lần nhìn thấy một màn này, sự ghen ghét làm gương mặt hắn vặn vẹo đến đáng sợ. Lương Bình thường sẽ đứng bên ngoài nhà vũ tuệ ngây ngốc một đoạn thời gian, không rõ dài ngắn, dài nhất có khi là lúc bóng đêm trải dài vô tận, thời điểm mà vũ tuệ tắt đèn phòng ngủ. Hắn vẫn luôn trốn tránh ở hẻm nhỏ đối diện nhà cô, như một chú mèo đen đi lạc, lại càng giống một kẻ si tình biến thái nếu bị phát hiện nhất định sẽ bị chán ghét sẽ làm vũ tuệ sợ hãi hắn đến mức phải xa lánh trốn tránh hắn nhưng bộ dáng vũ tuệ bị dọa sợ nhất định cũng cực kỳ đáng yêu đến tận đêm khuya tĩnh lặng lương bình mới về tới nhà mẹ hắn đã quan tâm chào đón hôm nay con lại ở thư viện đọc sách đến khuya vậy sao cứ như vậy thân thể làm sao chịu nổi con không sao nói xong hắn cứ vậy mà đi lên lầu Buổi tối cũng không ăn cái gì à, sao đủ dinh dưỡng được? Con có đói bụng hay không? Mẹ làm chút đồ ăn khuya cho con. Lương Bình lên phòng, đóng cửa phòng ngủ lại, đem âm thanh của mẹ nhốt ở bên ngoài, để tập sách để bàn, rồi vào phòng tắm rửa tay, ở trong gương của bồn rửa tay lúc này đang phản chiếu ảnh ngược của một gương mặt trẻ tuổi, mắt kính đã che đi sự lạnh lùng trong ánh mắt, làm hắn thoạt nhìn văn nhã, dễ nói chuyện hơn một chút, bộ đồng phục bao bọc lấy cơ thể thon dài mạnh mẽ, mỗi một cái cúc áo đều được thắt rất quy củ, áo sơ mi trắng không nhiễm chút bụi trần, trên cổ tay trắng nõn đem một chiếc. Vòng tay Phật Châu đang được bọc nước tẩy rửa, chàng trai trong gương chính là một học sinh ưu tú, được cha mẹ, bạn bè cùng thầy cô yêu thích cũng chính là chủ tịch câu lạc bộ đội cờ tướng nổi tiếng của trường chuyên cao trung lĩnh Tây, nhưng mà những điều đó cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài của hắn mà người ta có thể thấy được, nhưng không ai có thể nhìn thấu một giả thú cất giấu trong lòng hắn. Lương Bình cầm lấy khăn bông lau khô, đi đến bàn học ngồi xuống, từ trong cặp sách lấy ra giấy viết thư cùng phong thư mới mua, nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng hôm nay Vũ Tuệ đã đi ngang qua người hắn tổng cộng ba lần, lần nào hắn cũng giả bộ nghiêm túc đọc sách, nhưng kỳ thật trong đáy lòng đang nhẩm đếm số bước chân của cô khi nào sẽ đi đến bên cạnh hắn, mà trái tim của hắn cũng theo bước chân Vũ Tuệ tới gần mà đập thình thịch càng lúc càng nhanh, hắn cầm lấy cuốn sách càng ngày càng chặt thậm chí hô hấp bắt đầu có chút khó khăn, sự biến hóa sinh lý như vậy phải đợi tới khi Vũ Tuệ trở về chỗ ngồi một lúc lâu sau mới dần dần bình ổn được, Lương Bình nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, như thể hắn vẫn có thể ngửi được mùi hương dầu gội từ mái tóc đen phía sau mỗi khi Vũ Tuệ bước đi, quét qua gò má hắn, một lát sau, hắn lấy bút ra, ngồi bút dừng ở trên tờ giấy còn mới tin, viết ra từng câu lại từng câu chữ điên cùng thoát ra từ tận đáy lòng, phản phất như không cần suy nghĩ, nếu bị người khác nhìn thấy nội dung trên bức thư, nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng. Bởi vì bộ dáng bên ngoài thanh cao, lạnh lùng cấm dục của hắn nên làm cho người ta cực kỳ muốn tiếp cận, trêu đùa hắn dưới cơn mưa to như trúc, Vũ Tuệ vẫn đến trường, đẩy cửa phòng học ra, đi vào, sau đó liền cười thật tươi chào hỏi với mọi người. Vũ Tuệ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được cái tên học sinh ưu tú của lĩnh Tây đang ngồi ở bàn dưới cùng, cũng bởi vì hắn cao lớn nên không thể không ngồi ở cuối lớp thời tiết đã bắt đầu nóng lên rất nhiều nam sinh nữ sinh đã không mặc áo khoác đồng phục ở bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng có lúc còn hào phóng cởi bỏ vài chiếc cúc để lộ xương quai xanh nhưng hắn vẫn như cũ vẫn mặc thêm áo khoác kín mít chỉnh chỉnh tề tề hoặc cho dù có cởi áo khoác thì cúc áo sơ mi cũng được cài không thiếu một cúc nếu là một người có vẻ ngoài bình thường đại khái sẽ làm cho người khác cảm thấy người này vô cùng thành thật trập khuôn thành tích tốt cũng bị cho rằng là một con mọc sách nhưng bởi vì hắn lớn lên có tướng mạo tốt cho nên thành thật trập khuôn cũng biến thành khí chất tấm dục thành tích tốt nhất trường cũng chứng minh cho phẩm chất tốt đẹp của hắn do vậy luôn có những nữ sinh muốn đối xử tốt với lương bình hết người này đến người khác như tre già măng mọc đáng tiếc hắn lại là một người không hiểu phong tình đều làm như không thấy hắn đang xem sách ở trong phòng học vô cùng ầm ĩ mọi thứ xung quanh dường như không hề lọc vào tai mắt hắn vũ tuệ cầm chiếc ô gấp gọn trong tay đang định mang xuống treo trên giá treo ở cuối phòng học thì bị mỹ chi giữ lại mỹ chi mang biểu tình hưng phấn nhỏ giọng nói mấy chị khóa trên vừa mới mở ra một vụ đánh cược muốn chúng ta hỗ trợ hai người họ quen mấy chị khóa trên là do vũ tuệ quen biết một đàn chị trong số đó Nhà chị ta ở ngay bên cạnh nhà của Vũ Tuệ, các cô nàng cùng nhau tham gia một loạt những hoạt động hữu nghị, bởi vì thiếu mất hai người, liền nhân tiện kéo Vũ Tuệ cùng Mỹ Chi vào cho đủ nhân số, tất cả đều là những cao thủ tình trường, thường xuyên ăn mặc hoa hòe lộng lẫy, vừa nghe nói Vũ Tuệ cùng Mỹ Chi cũng là học sinh năm 2, liền hỏi thăm các nàng về Lương Bình, học đệ này cùng những nam sinh cấp 3 trong. Trường hoàn toàn không giống nhau nên rất được nữ sinh yêu thích đồng thời kích thích sự chú ý của những đàn chị này, giống như lan sói nhìn chầm chầm vào miếng thịt của mình. Cái gì? Các chị ấy nói là chỉ cần chúng ta giúp họ theo đuổi được Lương Bình, cho dù cuối cùng là ai đắc thủ, các nàng đều sẽ thay phiên mời chúng ta ăn trưa suốt một tháng. Nhưng mà, để Lương Bình trở thành bạn trai sao? Mỹ Chi lộ ra biểu tình buồn rầu. Đây chính là nhiệm vụ đầy gian khổ mà, cậu nói chúng ta nên làm gì bây giờ? phải hỗ trợ thế nào đây? Bởi vì mình thấy cái này khó khăn quá lớn, mình cũng chưa dám trực tiếp đồng ý đâu, cậu nói đi. Nên làm cái gì ư? Vũ Tuệ nhẹ nhàng cười cười, như là cảm thấy không biết nên có ý kiến gì về trò chơi này của bọn họ mà lắc lắc đầu, cầm dù từ bàn đầu tiên, giữa hai dãy bàn mà tiến về cuối lớp. Cô đi từng bước một, đồng thời để ý những biến hóa thân thể khó mà phát hiện được của Lương Bình, cơ bắp của hắn bắt đầu căng thẳng đến cứng đờ tay cầm sách vì dùng quá sức nên đầu ngón tay đều trắng bệt, tầm mắt hắn giống như cây đinh đóng chặt trên quyển sách. Dường như không cái gì có thể làm hắn phân tâm được, đúng là Lương Bình Quân am hiểu ngụy trang nha, nếu như cô dựa đến gần một chút, có khi lại ở ngay trong phòng học mà nổi lên phản ứng sinh lý mất, ngẫm lại thật đúng là cực kỳ thú. Vị, ở đây theo mình được biết thì như cung trong Nhật Bản ý, nhưng mà mình vẫn để quân theo bản côn vớt nhé, lớp trường đang xem sách gì vậy? Vũ Tuệ rõ ràng biết Lương Bình đối với nàng phản ứng cực kỳ lớn, lại cố ý ác liệt dừng lại bên người hắn, hơi hơi cúi đầu, dùng âm thanh mềm mại hỏi, Lương Bình nhìn nàng một cái, sau cặp kính là đôi mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng, hắn không nói gì, chỉ đem quyển sách lật lại để lộ chiếc bìa cho Vũ Tuệ nhìn. Nhân gian thất cách của Đa Giai Osamu, lớp trưởng xem hiểu ư. Vũ Tuệ nghiêng nghiêng đầu, ngón trỏ nhẹ vuốt khóe môi, có chút ảo não nói, lúc mình từng xem qua nó chỉ cảm thấy sách này viết về một nam nhân vô dụng mỗi ngày trôi qua đều lung tung rối loạn cũng không hiểu nổi tình tiết gì đang xảy ra nữa đại khái chắc là vì khả năng lý giải của mình quá kém lớp trưởng cậu có thể giảng cho mình một chút quyển sách này rốt cuộc là nói về cái gì không tôi chỉ tùy tiện xem thôi lương bình lãnh đạm nói tầm mắt lại rủ xuống tiếp tục xem sách thật là sao lại lãnh đạm với vũ tuệ như vậy cậu ấy cực kỳ đáng yêu đó nha. Bạn nam bên cạnh Lương Bình là kinh thạch ra tiếng kháng nghị. Đúng vậy, đúng vậy, Vũ Tuệ, đừng cùng cái tên gia hỏa lãnh khốc vô tình này nói chuyện, mau lại đây chơi chung với bọn tớ này. Tuy rằng Lương Bình không thể nào cùng tham gia các hoạt động gia lưu vớ vẫn giữa đám nam sinh này, nhưng hắn lại là người hay giảng nghĩa khí, từng giúp một cậu bạn trong lớp chọc phải đám lưu manh giải quyết phiền toái. Hơn nữa, tuy rằng hắn ít khi chủ động tham gia hoạt động nào đó nhưng nếu nhiệt tình mạnh mẽ lôi kéo hắn tham dự hắn sẽ tham gia hắn cũng chưa từng làm ai gặp phải tình cảnh xấu hổ nên giao tình với đám nam sinh trong lớp quả thật không tệ vũ tuệ nhìn lương bình bày ra bộ dáng thờ ơ chỉ cười cười không nói gì cô cầm ô đi qua nhẹ nhàng hất đầu ngọn tóc liền đảo qua người lương bình vũ tuệ có thể dễ dàng tưởng tượng được bộ dáng người kia trong nháy mắt cơ bắp toàn thân đều căng thẳng vất vả khắc chế bản thân. Đáng tiếc, tiếng tim đập làm lộ bí mật của anh rồi Lương Bình Quân. Bên ngoài Vũ Tuệ vẫn sẽ xưng cậu mình với Lương Binh nhưng mà trong lòng mình để anh nhé. Chương 2 Thư tín Nguồn Mê truyện audio com Lại tới nữa, Lương Bình nhìn vị học tỷ trước mắt, tóc quăng, váy đồng phục được chỉnh sửa lại thành một chiếc váy ngắn. Học tỷ thanh nải, hiếm khi hắn có một chút thời gian rảnh rỗi, lại bị một con người vô duyên quấy phá, phải lãng phí thời gian mà nhìn cái dáng vẻ kịch cẩm, những lời kịch được thiết kế tỉ mỉ của đối phương, thật là làm cho người khác buồn nôn. Bởi vì hành vi của đối phương cũng không phải là hành vi theo đuổi chân thành gì nên mới làm người khác sinh ra cảm giác vô cùng chán ghét. Như vậy, nói khắc nghiệt như vậy là bởi vì có nhiều thứ hắn đã tận mắt nhìn thấy bản thân vẫn luôn theo sau vũ tuệ, cho nên thấy được người này mạnh mẽ kéo theo vũ tuệ vào một quán cà phê, hắn vẫn luôn đứng ở sau cột điện phía đối diện đường cái, tầm mắt xuyên qua dòng xe cộ như nước chảy trên đường, nhìn vũ tuệ ngồi dựa vào cửa sổ sát đất. Đối diện với các cô chính là đám sinh viên đã thành niên, thoạt nhìn, kỹ xảo ứng đối của các học tỷ thành thạo vô cùng, nhưng vũ tuệ vẫn chỉ cúi đầu uống đồ uống, tên con trai đối diện vẫn luôn cố ý bắt chuyện với cô, còn vị thanh nải học tỷ, người kéo nàng vô tiệm cà phê vẫn ở một bên không ngừng đẩy vũ tuệ làm cô không thể không thường xuyên ứng phó vài câu với đối phương chỉ là như thế thôi nhưng nam nhân kia dường như rất thỏa mãn một chút cảm giác bị vắng vẻ cũng không có ngược lại càng nhiệt tình hơn buổi gặp mặt hữu nghị này kết thúc bọn họ còn muốn tiếp tục đi dạo phố cùng nhau mà thanh nải vẫn như cũ là người xúi dục mặc dù đã từng nhận được thư đe dọa nhưng thoạt nhìn cô gái này cũng không hề để ở trong lòng cho nên mới có thể có tâm tình thoải mái mà nghĩ trò chơi như vậy đôi mắt dưới thấu kính không có độ ấm mà nhìn đối phương lương bình lãnh đạm nói học tỷ không cần khách khí chỉ là giúp chị nhặt di động từ dưới đất lên mà thôi chuyện nhỏ không tốn sức nếu cứ như vậy mà nhận lấy vé vào cửa của buổi biểu diễn thì tôi cũng quá keo kiệt rồi nhưng nếu học đệ không nhận nó thì chiếc vé này cũng chỉ có thể lãng phí vì tất cả bạn bè của chị đều có lịch hẹn hò vào hôm ấy xin lỗi lương bình xoay người đi vào không cần quay đầu hắn cũng có thể biết được khuôn mặt kia đang buồn bực và không cam lòng thật quá đáng thanh nải học tỷ gợi cảm như vậy mà có thể không thèm thay đổi sắc mặt đã cự tuyệt cái con người không cần làm gì cũng có những cô bé đáng yêu tranh nhau tiếp cận thật là tức chết mà làm tao ghen tị chết mất Kinh Thạch ở bên cạnh không cam lòng nói, Lương Bình đẩy đẩy mắt kính trên mũi. Xin lỗi nhé. Nói thật đi Lương Bình, có phải cậu không thích con gái đúng không? Tóm lại sẽ không thích cậu. À. Kinh Thạch ôm lấy ngực bày ra biểu tình vạn tiễn xuyên tim, cực kỳ thống khổ. Ngu ngốc. Mỹ Chi nhìn biểu tình kia của Kinh Thạch, ghét bỏ nói thầm một tiếng, khi quay đầu lại đáy mắt lại thoáng hiện lên ý cười, tầm mắt Lương Bình chuyển tới hàng đầu tiên của dãy bàn, trên bàn vũ tuệ, cuốn nhân gian thất cách vẫn đang mở, gió thổi bay những trang sách, nhưng cô không ngồi ở đó, chỉ có những thời điểm như vậy, tầm mắt hắn mới quang minh chính đại mà dừng ở đó, đến bóng dáng nàng cũng không có nhưng hắn lại có thể vui vẻ mà nhìn chầm chầm, chỉ cần nghĩ đến vũ tuệ sẽ xuất hiện ở nơi. Này ngồi ngay ngắn như một bông hoa rực rỡ, tim hắn liền đập nhanh, máu trong người như sôi trào, loại tình cảm mãnh liệt đến mức bệnh hoạn như vậy, đến chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, vũ tuệ từ toilet đi ra đã nhìn thấy đám bạn của Thanh Nải đang đứng dựa vào tường trên cầu thang, sau đó liền bị kéo qua nói chuyện phím, chốc lát sau, khi Thanh Nải trở lại, bọn họ lập tức vây quanh cô ấy. Thế nào, Lương Bình đáp ứng theo mày đến buổi biểu diễn chứ? Tụi mày nhìn bộ dáng của tao giống như đã thành công sao? Thanh Nải tức giận nói, trên mặt còn vài phần tức giận vì thất bại, từ trước đến nay, nam nhân được cô nàng chủ động ngỏ lời cũng chưa từng lạnh nhạt với cô như vậy, những buổi hòa nhạc nhỏ của một ban nhạc nhỏ như vậy, rất thích hợp để thúc đẩy tình cảm, tầng hầm tối tăm, không nhiều người nhưng cũng đủ để chen chúc giữa đám người, tiếng nhạc cụ kim loại như nổ vang, có thể làm người ta nảy sinh ảo giác về tình yêu, cô đã sử dụng mánh khóe này nhiều lần, tuy rằng đôi lúc cũng sẽ có thất bại. Nhưng Lương Bình lại cự tuyệt lưu loát, dứt khoát như vậy, thật sự là cô ả có cảm giác thất bại mà đám bạn của cô lại đang vui sướng khi có người gặp họa, nở nụ cười. Cái gì chứ, thanh nãi vậy mà cũng có ngày hôm nay, xem ra việc bắt lấy học đệ Lương Bình phải dựa vào chị đây rồi. Lương Bình sẽ không thích loại hình như mày đâu. Tao đã chuẩn bị tâm lý để cởi bỏ từng cái cút trên áo sơ mi của Lương Bình rồi. Bọn họ cơ bản đều là những người táo bạo cũng quen qua bạn trai hết rồi, nên đều thoải mái về chuyện này, cười hì hì trêu ghẹo nhau từ khi vũ tuệ quen biết thanh nải cũng thường xuyên nghe được một ít từ ngữ lớn mật từ trong miệng bọn họ về lương bình câu thẳng thắn nhất mà cô từng nghe được bọn họ nói là rất muốn biết khi hắn ở trên giường bị cởi ra lớp quần áo cấm dục bên ngoài nổi lên phản ứng sinh lý thì lúc ấy bộ dáng của hắn như thế nào vũ tuệ thật sự kinh ngạc bọn họ tuổi còn nhỏ như vậy mà nói chuyện lại hết sức cởi mở lại càng không vui bởi vì các cô ả dám sinh ra ý nghĩ như thế với lương bình tất cả những phản ứng của lương bình đều sẽ là vì cô mà lộ ra tất cả vui mừng hờn giận của hắn đều sẽ do cô khống chế trừ điều đó ra không có ngoại lệ học tỷ vẫn còn nhận được thư đeo dọa sao vũ tuệ hỏi nhận được mỗi ngày một bức mặc kệ gió mưa loại nghị lực này làm chị mày cũng muốn bội phục rồi thanh nải không thèm để ý mà nói như vậy không sao chứ chị không lo lắng chút nào sao nếu là những cô gái khác chỉ sợ là sẽ rất sợ hãi có gì mà phải lo lắng cái loại nội dung này khẳng định là một trong số đám bạn trai cũ dở trò quỷ lén lút theo dõi chị mày cũng chỉ có thể đưa vài bức thư đe dọa để phát tiết đúng là thứ vô dụng cho rằng cứ như vậy thì tao liền sợ chắc thanh nải khinh thường mà nói trong nhà vốn mở võ quán cô từ nhỏ đã tập võ đối với thân thủ của bản thân vô cùng tự tin loại thư đe dọa này cũng giống như hổ giấy hoàn toàn không thể hù dọa cô hôm nay lại phát hiện được thư đe dọa ở chỗ nào một học tỷ khác tên lương tử hỏi dưới học bàn dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể quá thiếu cảnh giác học tỷ vẫn nên thận trọng thì hơn được rồi biết rồi vũ tuệ thật phiền không bằng em nghĩ xem làm thế nào để dụ lương bình ra cho chị thì hơn chung vào lớp vang lên vũ tuệ cùng các học tỷ tách ra trở về phòng học thầy giáo dạy toán đã tới bắt đầu cho tiết học tiết toán học thường không được hoan nghênh mấy ngoại trừ kiến thức vô vị tẻ nhạt của nó còn bởi vì thầy giáo dạy toán cũng quá vô vị cho nên những học sinh ngồi ở những bàn dưới thường hay chơi di động trọng truyền giấy nói chuyện phím cũng có không ít người làm chuyện riêng đến cả vũ tuệ cũng chống tầm nhìn ra ngoài cửa sổ khung cảnh bên ngoài cửa sổ vừa đúng lúc Trời cao mênh mông, sắc xanh trong suốt, đám mây trắng tinh, mềm mại giống như kẹo bông gòn, mà hoa anh đào phía trước cũng đã nở rộ, những cánh hoa nhỏ xinh rơi đầy trên mặt đất, thật là đẹp, cô cũng không dám tin bản thân đã từng ở một nơi mà bầu trời luôn luôn đen kịt, cái gì cũng không có, thậm chí thời gian cũng không trôi qua trong nhiều năm. Mà giờ phút này, nơi này trong mắt cô trở nên xinh đẹp như vậy là bởi vì có Lương Bình tồn tại. Vũ Tuệ nghĩ khóe môi hơi hơi gợi lên ý cười, ánh mắt mông lung mơ mộng, không cần quay đầu lại, vũ tuệ cũng biết lương bình quân, cái người luôn ra vẻ đứng đắn thật ra nội tâm đã xôn xao kinh thiên động địa, không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm cô, hắn nhất định sẽ muốn biết, cô đang nhìn cái gì, suy nghĩ cái gì, vì điều gì mà cười, bất luận vũ tuệ làm ra động tác nào cũng có thể làm hắn để ý, cô biết. Bởi vì Lương Bình luôn mê luyến cô đến không thể tự kiềm chế, này thật là làm người ta vừa vui sướng lại thật muốn khóc mà nếu như không có ai để ý hắn thì tốt rồi không được gần đây em vẫn luôn thu được thư đe dọa buổi tối thật sự không dám ra cửa anh thông cảm một chút đi dùng chuyện về bức thư đe dọa để từ chối lời mời của đám nam nhân chướng mắt này quả thật là dễ như lòng bàn tay thanh nải treo điện thoại lang thang đi dạo không có mục tiêu trong chốc lát đến quán cà phê hầu gái làm thêm sau đó mới lên xe điện trở về nhà đúng là thời điểm tan tầm bên trong tàu điện ngầm chen chút không khác gì cá mòi đóng hộp, Thanh Nải vẫn luôn bất mãn với việc khoảng cách từ nhà mình đến trường quá xa, đặc biệt là những lúc trên tàu điện ngầm như thế này, thừa dịp. Đông người chen chút như vậy, không biết từ đâu xuất hiện thêm một cái móng heo, nhưng khu vực gần cao trung lĩnh Tây lại có tiếng là nơi tất đất tất vàng, trong nhà không dư giả mấy đến nơi đó thuê nhà quả thật có chút khó khăn, hơn nữa, võ quán trong nhà càng không có khả năng dọn đến bên kia, cho nên mỗi ngày tan học, cô đều phải chịu cái cảnh chen chút làm người khác chán ghét. Những lúc như vậy, Thanh Nải rất hoang mang không hiểu tại sao Vũ Tuệ không chịu chuyển nhà, gia cảnh của em ấy. Không tồi, hơn nữa từ khi chuyển đến vẫn luôn ở một mình, nếu vậy thì dọn đến trường học không phải sẽ tiện đi lại hơn sao? Vấn đề này cô nàng cũng từng hỏi qua Vũ Tuệ, nhưng lại nhận được câu trả lời là Bởi vì muốn mỗi ngày đều ngốc nghếch được gặp Thanh Nải học tỷ mà. Tuy rằng chỉ là lời nói giỡn, nhưng lại thỏa mãn được tính hư vinh của thanh nãi, quả thật làm người khác phải yêu thích em ấy hơn một chút. Sau khi xuống được khỏi chiếc tàu điện chật chội kia, thanh nãi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau khi đi được hai bước, được một cô gái nhắc nhở, cô kiểm tra ba lô, gì đây? Được nhắc như vậy, thanh nãi vội vàng lôi ba lô lên phía trước nhìn, phát hiện tiền trong túi không có mất, còn chưa kịp thở vào một hơi, thì phát hiện trong ba lô nhiều thêm một phong thư, gặp quỷ chẳng lẽ tên biến thái kia vừa nảy ở phía sau cô sao thanh nải tức giận nghĩ đáng tiếc lúc đó cô không chú ý nếu không nhất định sẽ nhìn xem tên bạn trai cũ nào dám làm ra loại chuyện này cô nhất định phải đánh cho hắn ta một trận đến răng ăn cháo cũng không còn tức giận ném bức thư vào thùng rác nhưng nghĩ nghĩ nàng vẫn xé mở phong thư lấy bức thư ra đáy lòng vẫn có chút hy vọng loại người chỉ dám lén lút theo sau môn người ta viết thư đe dọa chỉ là một tên vô dụng làm sao dám lưu lại tin tức để người khác bắt hắn chứ phong thư này không chừng cũng giống như những bức trước đây đều là đánh máy chắc cũng chỉ là vài câu biểu đạt chút tâm lý vạn vẹo của người nọ mà thôi mở bức thư ra chữ viết màu đen ánh vào trong mắt thanh nải em lại một lần nữa làm lơ tình yêu của tôi tâm em lãnh khóc tựa như đá chẳng lẽ tôi không đủ ưu tú để so sánh với đám tiểu quỷ chưa đủ lông đủ cánh xung quanh em sao nếu em lại tiếp tục coi thường tình cảm của tôi, tôi sẽ có biện pháp bắt em phải nhìn thẳng vào tình cảm này, em sẽ không thể tìm được người nào yêu em hơn tôi, tôi sẽ chứng minh nó cho em thấy. Chương 3 Cúng cưng Nguồn Mê truyện audio com Vũ Tuệ để cuốn nhân gian thất cách lại trên giá sách, ở trên kệ sách văn học phương Tây, cầm lấy cuốn đồi gió hú, sau đó đi đến chiếc bàn nơi các thành viên trong câu lạc bộ đang ngồi. Sau khi tan học, số học sinh chịu ngồi ngốc ở thư viện rất ít chỉ có người quản lý thư viện cùng với các thành viên câu lạc bộ đọc sách sẽ đến thư viện theo thường lệ vũ tuệ là một trong những thành viên ấy của câu lạc bộ ban đầu cô chỉ muốn đăng ký làm thành viên của câu lạc bộ trở về quê hương nhưng bởi vì lương bình là thành viên của câu lạc bộ cờ tướng sau khi tan học đều phải tham gia hoạt động nếu như cô không tham gia một câu lạc bộ thì hẳn hắn sẽ rất buồn, từ khi bắt đầu sơ trung đã trở thành một hạt giống tốt được đào tạo để trở thành tuyển thủ quốc gia, nếu như hắn đột nhiên rời khỏi câu lạc bộ sẽ khiến cho người khác để ý, hướng đi sau khi tan học của hắn cũng làm người ta tò mò, cứ như vậy, Lương Bình Quân sẽ không có biện pháp nào để đi theo sau nàng nữa. Thành viên của câu lạc bộ đọc sách có tổng cộng 23 người, mọi người, mọi người vây quay hai chiếc bàn mỗi người cầm một quyển sách ngồi xem, Vũ Tuệ ngồi xuống vị trí mình vẫn thường ngồi, bên cạnh là Hương Cầm, cô ấy nhìn cuốn sách Vũ Tuệ cầm trên tay, thò qua nhỏ giọng nói. Thật là, lại xem đồi gió hú, quyển sách này cậu đã xem rất nhiều lần rồi á, à? nhân gian thất cách đâu rồi? Trừng Na Uy đâu rồi? Bỏ cuộc hết à? Ừ, loại văn phong sáng tác tinh tế của văn học Nhật Bản không thích hợp với tớ, tớ chỉ thích mỗi đồi gió hú hương cầm nhìn mặt của vũ tuệ nói rõ ràng là có khuôn mặt của thư tình nhưng nhân vật lại là đồi gió hú sao câu nói này của hương cầm có chút không hiểu lắm nên mình trích một đoạn review về cuốn sách và đồ gió hú để mọi người đọc tham khảo nếu ai biết rõ thì giải thích cho mình với nhé thư tình Câu chuyện bắt đầu vào ngày dỗ thứ hai của Fuji Itsuki, Watanabe Hiro người suýt trở thành gia đình của Itsuki đã gửi một bức thư gửi vu vơ tới một địa chỉ cũ được tìm thấy trong album ảnh của người đã khuất. Bức thư được gửi đi nhưng không chắc chắn nó có tới nơi nên không mong nó có lời hồi âm với một vài dòng thật đơn giản. Thân gửi Fuji Itsuki, bạn có khỏe không? Tôi vẫn khỏe qua Hiro, thấy thế nhưng thật kỳ lạ, bức thư ấy lại nhận được lời hồi âm thế là chỉ bằng những bức thư qua lại mà người viết lại khám phá ra một mối tình tuổi học trò của người đã khuất mối tình đơn phương của cậu học trò dành cho cô bạn cùng lớp trùng tên giống kiểu tai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có một gã khờ lặng lẽ đứng làm thơ anh chàng này không làm thơ mà chỉ viết tên cô bạn cũng là tên mình vào thẻ mượn của thư viện rồi kẹp vào những cuốn sách mà chẳng ai đụng tới, không chỉ nhắc tới tình yêu đơn phương thuở học trò ngây ngô trong sáng mà còn là những tháng ngày học sinh vui nhộn với những trò trêu đùa gán ghép nhau trong lớp học. Những cảm xúc ngại ngùng, xấu hổ khi đợi người thầm thương, điều bút thích trong tác phẩm này là câu chuyện được kể qua những bức thư qua lại giữa hai cô gái, bây giờ mấy ai còn viết thư tay. Kể lễ tâm sự với nhau mấy đâu, đấy là còn chưa kể hai cô nàng viết thư này mới đầu còn không biết gì về nhau, có chút hiểu nhầm, nhưng những bức thư lại đem đến sự kết nối thú vị, tiếc cho chàng trai không dám tỏ tình, tiếc cho cô gái đến cả bức thư tình cuối của chàng trai cùng tên, học cùng lớp thầm thương. Trước khi chuyển trường mà cô cũng không biết tới, tiếp cho cả cô gái cứ tưởng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng hóa ra người đã ra đi yêu cô chỉ vì giống mối tình đầu của chàng trai, nhưng dù sao nó cũng là một ký ức đẹp. Đồi gió hú Cuốn tiểu thuyết dữ dội và bí ẩn về Catherine Insa, cô con gái nổi loạn của gia đình Insa, với gã đàn ông thô ráp và điên rồ mà cha cô mang về nhà rồi đặt tên là Hitchilip, được trình diễn trên cái nền những đồng chuông, quả đồi nước anh cô quạng và ban sơ không kém gì chính tình yêu của họ, từ nhỏ đến lớn, sự gắn bó của họ ngày càng trở nên ám ảnh, gia đình, địa vị xã hội, và cả số phận rắp tâm chống lại họ, bản tính dữ dội và ghen tuông tột độ cũng hủy diệt họ, vậy nên toàn bộ thời. Giang hai con người yêu nhau đó sống trong thù hận và tuyệt vọng, mà cái chết chỉ có ý nghĩa khởi đầu, một khởi đầu mới để hai linh hồn mãnh liệt đó được tự do tái ngộ khi những cơn gió hoang vắng và điên cuồng tràn về quanh các lâu đài trong đồi gió hú. Cuốn tiểu thuyết duy nhất của Emily Brown là cuốn sách đã tới tay công chúng với nhiều lời bình trái ngược vào năm 1847 thông qua mối tình giữa Cathy và Heathcliff, với bối cảnh đồng quê Yorkshire hoang vu trống trải đồi gió hú đã tạo nên cả một thế giới riêng với xu hướng bỏ qua lệ thói, vương tới thi ca cũng như tới những chiều sâu tâm tối của lòng người, giúp tác phẩm trở thành một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất, bi thương nhất mà con người từng viết ra về nỗi đam mê cháy bỏng xuất hiện trên văn đàn thế giới và khẳng định dấu ấn như một hiện tượng độc đáo của văn học cổ điển. Hương cầm cảm thấy vũ tuệ giống như loài hoa anh đào đang nở rộ, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất tươi mát đẹp đến nỗi làm tâm tình người nhìn thoải mái, so sánh với những nữ sinh như Thanh Nãi, Linh Hoa, tuy được đám nam sinh vô cùng yêu thích, nhưng lại ý đẹp mà tùy ý hành sự thì sẽ tạo cho người khác cảm giác uy hiếp, không thoải mái, Vũ Tuệ hơi sửng sốt, nhẹ nhàng nở nụ cười, cô không hề chú ý tới. Đối diện, có một vị học đệ gò má đỏ ửng, tránh mặt dưới quyển sách, len lén nhìn cô nhưng cho dù vũ tuệ có chú ý tới cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn hương cầm liếc mắt nhìn vị học đệ kia một cái lại nhìn về phía vũ tuệ đang rủ mắt đọc sách nghĩ thầm tuy đôi khi vũ tuệ làm cho người khác có cảm giác thân thiết nhưng cũng có đôi khi sẽ lộ ra một mặt xa cách với người ngoài lại tạo cho người ta có cảm giác thần bí như một tầng sương mù bao bọc lấy cậu ấy không thể nào bắt được đại khái cũng chính là vậy mới không có người nào dám tùy tiện nói chuyện với cậu ấy câu lạc Bộ đọc sách quy định an tĩnh đọc sách nửa giờ trở lên, nửa giờ sau hoạt động của câu lạc bộ coi như kết thúc, ai muốn rời đi có thể rời đi, cho nên nửa giờ sau đã có người lục tục rời đi, Vũ Tuệ vẫn tiếp tục đọc sách, lại chờ thêm nửa giờ nữa trôi qua mới đứng dậy. Thư viện ở phía sau câu lạc bộ cờ tướng, muốn đi về phía cổng trường phải đi ngang qua câu lạc bộ cờ tướng, đây cũng là một trong số những nguyên nhân mà Vũ Tuệ lựa chọn câu lạc bộ đọc sách, mỗi lần ra khỏi trường cô sẽ cố ý đi qua hành lang của câu lạc bộ cờ tướng, sẽ nhìn thấy Lương Bình, chủ tịch câu lạc bộ cờ tướng ngồi ở trước bàn cờ tướng, ngón tay thon dài cầm lấy một quân cờ, khuôn mặt lãnh đạm, một thân tràn đầy hơi thở cấm dục cùng người khác đánh cờ. Nhưng Vũ Tuệ sẽ không dừng lại. Nhiều lắm cũng chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cô biết tuy chỉ như vậy thôi, nhưng cũng đủ làm Lương Bình tay cầm quân cờ cũng không xong, sau đó... Hắn sẽ kết thúc ván cờ này bằng tốc độ nhanh chóng mặt, rồi đứng lên, Tuyên bố hoạt động của câu lạc bộ hôm nay kết thúc, bởi vì hắn là chủ tịch câu lạc bộ, công việc dọn dẹp không cần hắn động tay, cho nên hắn rất nhanh sẽ đuổi kịp Vũ Tuệ. Hôm nay cũng vậy, Vũ Tuệ đi về phía trước dưới làn gió nhẹ, tan học cũng đã lâu, học sinh trên đường không nhiều lắm, cô ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua vài con chim bay trên ngọn cây, đón ánh dương chiều tà, tự mình tính toán ra góc độ đẹp nhất của bản thân làm cho cái tên biến thái Lương Bình luôn theo phía sau càng vất vả khắc chế. Lương Bình tùy ý nhìn bưu kiện do giám sát đưa tới, sau đó rời khỏi hòm thư, người giám sát của câu lạc bộ cờ tướng là thầy đại thụ, ông luôn thích làm những chuyện nhàm chán, thích ra vẽ trường bối, bề ngoài cũng theo phong cách nghiêm túc, lại là kiểu người đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. Số lần tới câu lạc bộ cờ tướng có thể đếm trên đầu ngón tay, đương nhiên chuyện này hắn cũng không quan tâm lắm, nhưng người này thật sự rất phiền, luôn xúi dục hắn theo nghiệp tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp, tuy rằng trong câu lạc bộ cờ tướng hắn có thiên phú không tồi, nhưng đối với chức nghiệp kỳ thủ hắn cũng không có mấy hứng thú. Bước chân Lương Bình hơi hơi dừng một chút, phía trước giao lộ, vừa nhìn đã thấy một thiếu niên, chắc chắn là đang cố ý đứng đó đợi người, hắn biết người này, học đệ năm nhất, tên cương nhất, cùng chung câu lạc bộ với Vũ Tuệ, tên này đã từng lấy việc hạn chế thời gian mượn CD và mượn sách để tìm Vũ Tuệ, không chút nào che giấu ánh mắt tràn ngập chờ mong của một con chó nhỏ, người có mắt nhìn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tâm tư của hắn ta. Hiện tại hắn cầm mấy cái đĩa CD không biết. Của ca sĩ nào che ở trước mặt Vũ Tuệ, khẩn trương đến mức đứng cũng không yên, đến một lý do cũng không tìm, chỉ kiếm một cái cớ cũ rích dùng tới 800 lần cũng không đổi, loại người vừa nhìn đã biết vừa mềm yếu vừa vô dụng như vậy, cuối cùng lại thành công đi song song trên đường lớn cùng Vũ Tuệ, thật là buồn cười, tên đó cho rằng như vậy Vũ Tuệ sẽ thích hắn sao? Chỉ cần ngươi ngỏ ý chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, bản thân trông như thế nào, có đủ tư cách hay không, lớn như vậy, sao không tự nhìn kỹ bản thân đi? Lương Bình có cảm giác như mặt mình căng chặt, khắc chế bản thân không cho khuôn mặt trở nên vạn vẹo nên hắn dùng lực rất lớn, cương nhất học đệ phải lấy dũng khí rất lớn mới dám mời Vũ Tuệ đến tiệm bánh ngọt ăn bánh uống nước nhưng Vũ Tuệ lại từ chối, nhìn biểu tình thất vọng rõ ràng của hắn, Vũ Tuệ nói. Xin lỗi, cúng cưng nhà chị bởi vì quá mức trung thành mà tính chiếm hữu của nó cũng rất lớn, chỉ cần nó ngửi thấy trên người chị có mùi của người khác sẽ tức giận, thấy chị vì đi chơi với người khác mà về nhà trễ, Đại khái sẽ tức giận tới nỗi ăn cơm chiều cũng không vô. Trong nhà học tỷ nuôi chó sao? Là chủng loại nào? Em 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 cũng siêu thích chó. A, à, là chủng loại gì nhỉ? Vũ Tuệ hơi hơi nghiêng đầu. Lớn lên rất là đẹp trai, trước mặt người ngoài thì tính cách ổn trọng, có giáo dưỡng, nhưng khi cắn người sẽ rất đau, vừa thông minh, vừa trung thành, lại cũng dính người còn hay giả bộ nữa, là chủng loại gì ta? Ách là là bét di sao nghe thấy là một con sủng vật rất tuyệt rồi thật giống quân quyển được huấn luyện tới uy phong lẫm liệt quả không hổ là cúng cưng do vũ tuệ học tỷ nuôi bét di chó săn vũ tuệ cười cứ cho là vậy đi ở ngã tư đường tách ra khỏi cương nhất vũ tuệ không cần nghĩ cũng biết cái tên am hiểu ngụy trang kia trong lòng nhất định đã đất trung núi chuyển trời sụp đất nứt tuy rằng rất thú vị nhưng nếu như thật sự bởi vì ghen ghét mà không ăn cơm chiều thì không được nha, cho nên Vũ Tuệ dừng chân lại, ông bụng ngồi sổng xuống, cặp sách cũng thả trên mặt đất, trong lòng Vũ Tuệ âm thầm đếm số, mới chỉ đếm tới số 8, trên đầu đã vang lên âm thanh lãnh đạm của Lương Bình Quân, thật là giống như hắn chỉ. Vừa vặn đi ngang qua. Làm sao vậy? Vũ Tuệ ngẩng đầu, tầm mắt theo chân dài hướng lên đi vòng quanh rồi dừng lại trên mặt hắn, suy yếu cười cười lớp trưởng, mình không có việc gì, chỉ là dạ dày có chút đau, có thể mang mình qua bên kia ngồi một chút không? Lương Bình liền nâng Vũ Tuệ dậy, đi về phía chiếc ghế dài cạnh máy bán hàng tự động, hai chân Vũ Tuệ giống như hoàn toàn mất đi sức lực, chỉ có thể dựa gần vào người hắn, nháy mắt liền cảm giác được cơ bắp hắn căng thẳng, nhịp tim tăng nhanh, hô hấp hơi đổi. "Thật xin lỗi, đầu mình có chút choáng." "Tốt nhất là cậu nên đi bệnh viện đi." khẩu khí hắn lại lạnh thêm một chút không cần chờ một lát là sẽ tốt hơn thôi nàng ôn hòa cự tuyệt nhưng không thể từ chối ở mặt ngoài bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường lương bình đối với ai cũng không nhiệt tình vũ tuệ đối với ai cũng ôn hòa thân thiết như nhau nhưng cũng không phải kiểu người chủ động nhiệt tình không ai nghĩ đến hai người thoạt nhìn không hề có chút tương đồng về tính cách lại sát ra lửa rốt cuộc là loại tình cảm nào đang cất giấu dưới vẻ ngoài đó của họ, Vũ Tuệ nói nghĩ một chút chính là nghỉ một chút, ngồi còn chưa đến 3 phút cô đã. Đứng lên nói bản thân không có việc gì, sau đó còn lại máy bán hàng tự động mua một lon nước trái cây đưa cho Lương Bình, nói là quà tạ lễ vì đã làm bạn với cô 3 phút này. Vũ Tuệ ngồi trên xe điện, cô biết Lương Bình vẫn theo sau mình, mới chỉ ngồi gần nhau một lát như vậy, hẳn là sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn đi, chắc chắn hắn sẽ luôn nghĩ tới tư vị được tới gần cô, ôm ấp cô như vậy, đêm nay có thể sẽ bởi vậy mà ngày hôm sau còn phải giặt quần lót vì mộng xuân cũng nên, Vũ Tuệ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, suy đoán xem phải mất bao lâu lương bình mới bỏ lon nước trái cây kia. Xem chừng đến khi sắp hết hạn sử dụng, quý trọng mà uống xong, sau đó đến lon cũng sẽ cất giữ cẩn thận, Vũ Tuệ vui vẻ gợi lên khóe môi, biểu tình vừa ôn hòa lại vừa giảo hoạt, về đến nhà không lâu, Thanh Nãi nổi giận đùng đùng mà gõ vang cửa nhà cô, kẻ tài cao thì gan cũng lớn, Thanh Nãi đối với việc tên biến thái kia theo cô ấy lên xe điện, hơn nữa còn để thư đe dọa vào cặp sách của cô ấy cũng không mấy sợ hãi, chỉ là hoàn toàn bị chọc giận, cô quyết định phải bắt được tên biến thái kia. Em sẽ không tìm được người yêu thương em hơn tôi, tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Thật ghê tởm, bị bệnh thời kỳ cuối sao? Vũ Tuệ ôm mèo rác đôn tiểu hoa Nhìn thanh nải đi tới đi lui trước mắt, nói: Chị không có chút liên tưởng tới ai đó sao? Người chia tay gần đây nhất là ai? Người chia tay gần đây nhất, Linh Mộc, Đằng Nguyên. Trời ạ, à, tất cả đều quen cùng lúc, chia tay cùng lúc, sao chị mày biết được là ai? Chẳng lẽ chuyện đánh cược của chị với Lương Tử Học tỷ là nghiêm túc sao? Đến chuyện đoán đại khái xem là ai cũng hoàn toàn đoán không ra có thể thấy được cô ấy kết giao đối tượng có bao nhiêu tùy tiện đó là đương nhiên đã khi nào tụi chị nói là nói giỡn chưa vũ tuệ lại một lần nữa cảm thấy giật mình trước phương diện tình trường của con gái thời kỳ này thanh nãy từng nói cô nàng đánh cược cùng lương tử xem ai trước khi tốt nghiệp cao trung đạt tới thành tựu quen được trăm người trước vốn dĩ vũ tuệ còn cảm thấy đây là lời nói đùa không nghĩ tới các cô ấy thật sự nỗ lực để đạt được mục tiêu như vậy rất dễ chọc phải phiền toái đó chị. Chị xem hiện tại có khi là đang bị trả thù đó. Chỉ là một tên đàn ông vô dụng hấp hối dãy dụa mà thôi, chờ chị mày bắt được cái tên chỉ dám ở sau lưng chơi thủ đoạn ngu ngốc này, chị mày sẽ cho hắn biết không phải loại con gái nào cũng có thể để yên cho hắn làm trò uy phong đâu. Vũ Tuệ để cuốn nhân gian thất cách lại trên giá sách, ở trên kệ sách văn học phương Tây, cầm lấy cuốn đồi gió hú, sau đó đi đến chiếc bàn nơi các thành viên trong câu lạc bộ đang ngồi. Sau khi tan học, số học sinh chịu ngồi ngốc ở thư viện rất ít, chỉ có người quản lý thư viện cùng với các thành viên câu lạc bộ đọc sách sẽ đến thư viện theo thường lệ. Vũ Tuệ là một trong những thành viên ấy của câu lạc bộ. Ban đầu cô chỉ muốn đăng ký làm thành viên của câu lạc bộ trở về quê hương, nhưng bởi vì Lương Bình là thành viên của câu lạc bộ cờ tướng, sau khi tan học đều phải tham gia hoạt động, nếu như cô không tham gia một câu lạc bộ thì hẳn hắn sẽ rất buồn, từ khi bắt đầu sơ trung đã trở thành một hạt giống tốt được đào tạo để trở thành tuyển thủ quốc gia, nếu như hắn đột nhiên rời khỏi câu lạc bộ sẽ khiến cho người khác để ý, hướng đi sau khi tan học của hắn cũng làm người ta tò mò, cứ như vậy, Lương Bình Quân sẽ không có biện pháp nào để đi theo sau nàng nữa, thành viên của câu lạc bộ đọc sách có tổng cộng 23 người, mọi người, mọi người vây quay hai chiếc bàn mỗi người cầm một quyển sách ngồi xem, Vũ Tuệ ngồi xuống vị trí mình vẫn thường ngồi, bên cạnh là Hương Cầm, cô ấy nhìn cuốn sách Vũ Tuệ cầm trên tay, thò qua nhỏ giọng nói. Thật là, lại xem đồi gió hú, quyển sách này cậu đã xem rất nhiều lần rồi á, à? nhân gian thất cách đâu rồi? Trừng Na Uy đâu rồi? Bỏ cuộc hết à? Ừ, loại văn phong sáng tác tinh tế của văn học Nhật Bản không thích hợp với tớ, tớ chỉ thích mỗi đồi gió hú hương cầm nhìn mặt của vũ tuệ nói rõ ràng là có khuôn mặt của thư tình nhưng nhân vật lại là đồi gió hú sao câu nói này của hương cầm có chút không hiểu lắm nên mình trích một đoạn review về cuốn sách và đồi gió hú để mọi người đọc tham khảo nếu ai biết rõ thì giải thích cho mình với nhé thư tình Câu chuyện bắt đầu vào ngày dỗ thứ hai của Fuji Isuki, Watanabe Hiro người suýt trở thành gia đình của Isuki đã gửi một bức thư gửi vu vơ tới một địa chỉ cũ được tìm thấy trong album ảnh của người đã khuất. Bức thư được gửi đi nhưng không chắc chắn nó có tới nơi nên không mong nó có lời hồi âm với một vài dòng thật đơn giản. Thân gửi Fuji Isuki, bạn có khỏe không? Tôi vẫn khỏe Watanabe Hiro, ấy thế nhưng thật kỳ lạ bức thư ấy lại nhận được lời hồi âm thế là chỉ bằng những bức thư qua lại mà người viết lại khám phá ra một mối tình tuổi học trò của người đã khuất mối tình đơn phương của cậu học trò dành cho cô bạn cùng lớp trùng tên giống kiểu tai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có một gã khờ lặng lẽ đứng làm thơ anh chàng này không làm thơ mà chỉ viết tên cô bạn cũng là tên mình vào thẻ mượn của thư viện rồi kẹp vào những cuốn sách mà chẳng ai đụng tới không chỉ nhắc tới tình yêu đơn phương thuở học trò ngây ngô trong sáng mà còn là những tháng ngày học sinh vui nhộn với những trò trêu đùa gán ghép nhau trong lớp học những cảm xúc ngại ngùng xấu hổ khi đợi người thầm thương điều bút thích trong tác phẩm này là câu chuyện được kể qua những bức thư qua lại giữa hai cô gái bây giờ mấy ai còn viết thư tay kể lễ tâm sự với nhau mấy đâu, đấy là còn chưa kể hai cô nàng viết thư này mới đầu còn không biết gì về nhau, có chút hiểu nhầm, nhưng những bức thư lại đem đến sự kết nối thú vị, tiếp cho chàng trai không dám tỏ tình, tiếp cho cô gái đến cả bức thư tình cuối của chàng trai cùng tên, học cùng lớp thầm thương trước khi chuyển trường, mà cô cũng không biết tới. Tiếc cho cả cô gái cứ tưởng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng hóa ra người đã ra đi yêu cô chỉ vì giống mối tình đầu của chàng trai, nhưng dù sao nó cũng là một ký ức đẹp. Đồi gió hú Cuốn tiểu thuyết dữ dội và bí ẩn về Catherine Insa, cô con gái nổi loạn của gia đình Insa, với gã đàn ông thô ráp và điên rồ mà cha cô mang về nhà rồi đặt tên là Hitchilip, được trình diễn trên cái nền những đồng trung, quả đồi nước anh cô quạng và ban sơ không kém gì chính tình yêu của họ, từ nhỏ đến lớn, sự gắn bó của họ ngày càng trở nên ám ảnh, gia đình, địa vị xã hội, và cả số phận rắp tâm chống lại họ, bản tính dữ dội và ghen tuôn tột độ cũng hủy diệt họ, vậy nên toàn bộ thời. gian hai con người yêu nhau đó sống trong thù hận và tuyệt vọng, mà cái chết chỉ có ý nghĩa khởi đầu, một khởi đầu mới để hai linh hồn mãnh liệt đó được tự do tái ngộ. Khi những cơn gió hoang vắng và điên cuồng tràn về quanh các lâu đài trong đồi gió hú. Cuốn tiểu thuyết duy nhất của Emily Brontë là cuốn sách đã tới tay công chúng với nhiều lời bình trái ngược vào năm 1847 thông qua mối tình giữa Cathy và Heathcliff, với bối cảnh đồng quê Joshi hoang vu trống trải, đồi gió hú đã tạo nên cả một thế giới riêng với xu hướng bỏ qua lề thói, vương tới thi ca cũng như tới những chiều sâu tâm tối của lòng người, giúp tác phẩm trở thành một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất. Bi thương nhất mà con người từng viết ra về nỗi đam mê cháy bỏng xuất hiện trên văn đàn thế giới và khẳng định dấu ấn như một hiện tượng độc đáo của văn học cổ điển. Hương cầm cảm thấy Vũ Tuệ giống như loài hoa anh đào đang nở rộ, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất tươi mát, đẹp đến nỗi làm tâm tình người nhìn thoải mái. So sánh với những nữ sinh như Thanh Nãi, Linh Hoa, tuy được đám nam sinh vô cùng yêu thích, nhưng lại ý đẹp mà tùy ý hành sự thì sẽ tạo cho người khác cảm giác uy hiếp, không thoải mái, Vũ Tuệ hơi sững sốt nhẹ nhàng nở nụ cười cô không hề chú ý tới đối diện có một vị học đệ gò má đỏ ửng tránh mặt dưới quyển sách len lén nhìn cô nhưng cho dù vũ tuệ có chú ý tới cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn hương cầm liếc mắt nhìn vị học đệ kia một cái lại nhìn về phía vũ tuệ đang rủ mắt đọc sách nghĩ thầm tuy đôi khi vũ tuệ làm cho người khác có cảm giác thân thiết nhưng cũng có đôi khi sẽ lộ ra một mặt xa cách với người ngoài lại tạo cho người ta có cảm giác thần bí như một tầng sương mù bao bọc lấy cậu ấy, không thể nào bắt được, đại khái cũng chính là vậy, mới không có người nào dám tùy tiện nói chuyện với cậu ấy, câu lạc bộ đọc sách quy định an tĩnh đọc sách nửa giờ trở lên, nửa giờ sau hoạt động của câu lạc bộ coi như kết thúc, ai muốn rời đi có thể rời đi, cho nên nửa giờ sau đã có người lục tục rời đi, Vũ Tuệ vẫn tiếp tục đọc sách, lại chờ thêm nửa giờ nữa trôi qua mới đứng dậy thư viện ở phía sau câu lạc bộ cờ tướng muốn đi về phía cổng trường phải đi ngang qua câu lạc bộ cờ tướng đây cũng là một trong số những nguyên nhân mà vũ tuệ lựa chọn câu lạc bộ đọc sách mỗi lần ra khỏi trường cô sẽ cố ý đi qua hành lang của câu lạc bộ cờ tướng sẽ nhìn thấy lương bình chủ tịch câu lạc bộ cờ tướng ngồi ở trước bàn cờ tướng ngón tay thon dài cầm lấy một quân cờ khuôn mặt lãnh đạm một thân tràn đầy hơi thở cấm dục cùng người khác đánh cờ nhưng vũ tuệ sẽ không dừng lại nhiều lắm cũng chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô biết tuy chỉ như vậy thôi nhưng cũng đủ làm lương bình tay cầm quân cờ cũng không xong sau đó hắn sẽ kết thúc ván cờ này bằng tốc độ nhanh chóng mặt rồi đứng lên tuyên bố hoạt động của câu lạc bộ hôm nay kết thúc bởi vì hắn là chủ tịch câu lạc bộ công việc dọn dẹp không cần hắn động tay cho nên hắn rất nhanh sẽ đuổi kịp vũ tuệ hôm nay cũng vậy vũ tuệ đi về phía trước dưới làn gió nhẹ tan học cũng đã lâu học sinh trên đường không nhiều lắm Cô ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua vài con chim bay trên ngọn cây, đón ánh dương chiều tà, tự mình tính toán ra góc độ đẹp nhất của bản thân, làm cho cái tên biến thái Lương Bình luôn theo phía sau càng vất vả khắc chế. Lương Bình tùy ý nhìn bưu kiện do giám sát đưa tới, sau đó rời khỏi Hồng Thư, người giám sát của câu lạc bộ cờ tướng là thầy đại thụ, ông luôn thích làm những chuyện nhàm chán, thích ra vẽ trường bối, bề ngoài cũng theo phong cách nghiêm túc, lại là kiểu người đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. Số lần tới câu lạc bộ cờ tướng có thể đếm trên đầu ngón tay, đương nhiên chuyện này hắn cũng không quan tâm lắm, nhưng người này thật sự rất phiền, luôn suối dục hắn theo nghiệp tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp, tuy rằng trong câu lạc bộ cờ tướng hắn có thiên phú không tồi, nhưng đối với chức nghiệp kỳ thủ hắn cũng không có mấy hứng thú. Bước chân Lương Bình hơi hơi dừng một chút, phía trước giao lộ, vừa nhìn đã thấy một thiếu niên, chắc chắn là đang cố ý đứng đó đợi người, hắn biết người này, học đệ năm nhất, tên cương nhất cùng chung câu lạc bộ với Vũ Tuệ, tên này đã từng lấy việc hạn chế thời gian mượn CD và mượn sách để tìm Vũ Tuệ, không chút nào che giấu ánh mắt tràn ngập chờ mong của một con chó nhỏ, người có mắt nhìn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tâm tư của hắn ta. Hiện tại hắn cầm mấy cái đĩa CD không biết. Của ca sĩ nào che ở trước mặt Vũ Tuệ, khẩn trương đến mức đứng cũng không yên, đến một lý do cũng không tìm, chỉ kiếm một cái cớ cũ rích dùng tới 800 lần cũng không đổi loại người vừa nhìn đã biết vừa mềm yếu vừa vô dụng như vậy, cuối cùng lại thành công đi song song trên đường lớn cùng Vũ Tuệ, thật là buồn cười, tên đó cho rằng như vậy Vũ Tuệ sẽ thích hắn sao? Chỉ cần ngươi ngỏ ý chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, bản thân trông như thế nào, có đủ tư cách hay không, lớn như vậy, sao không tự nhìn kỹ bản thân đi? Lương Bình có cảm giác như mặt mình căng chặt, khắc chế bản thân không cho khuôn mặt trở nên vạn vẹo nên hắn dùng lực rất lớn, cương nhất học đệ phải lấy dũng khí rất lớn mới dám mời Vũ Tuệ đến tiệm bánh ngọt ăn bánh uống nước nhưng Vũ Tuệ lại từ chối, nhìn biểu tình thất vọng rõ ràng của hắn, Vũ Tuệ nói. Xin lỗi, cúng cưng nhà chị bởi vì quá mức trung thành mà tính chiếm hữu của nó cũng rất lớn, chỉ cần nó ngửi thấy trên người chị có mùi của người khác sẽ tức giận, thấy chị vì đi chơi với người khác mà về nhà trễ, Đại khái sẽ tức giận tới nỗi ăn cơm chiều cũng không vô. Trong nhà học tỷ nuôi chó sao? Là chủng loại nào? Em 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 cũng siêu thích chó. A, à, là chủng loại gì nhỉ? Vũ Tuệ hơi hơi nghiêng đầu. Lớn lên rất là đẹp trai, trước mặt người ngoài thì tính cách ổn trọng, có giáo dưỡng, nhưng khi cắn người sẽ rất đau, vừa thông minh, vừa trung thành, lại cũng dính người còn hay giả bộ nữa, là chủng loại gì ta? Ách, là là bếp di sao? Nghe thấy là một con sủng vật rất tuyệt rồi. Thật giống quân quyển được huấn luyện tới uy phong lẫm liệt, quả không hổ là cúng cưng do vũ tuệ học tỷ nuôi, bếp di. Chó săn. Vũ tuệ cười. Cứ cho là vậy đi. Ở ngã tư đường tách ra khỏi cương nhất, vũ tuệ không cần nghĩ cũng biết, cái tên am hiểu ngụy trang kia, trong lòng nhất định đã đất trung núi chuyển, trời sụp, đất nứt, tuy rằng rất thú vị, nhưng nếu như thật sự bởi vì ghen ghét mà không ăn cơm chiều thì không được nha, cho nên Vũ Tuệ dừng chân lại, ông bụng ngồi sổn xuống, cặp sách cũng thả trên mặt đất, trong lòng Vũ Tuệ âm thầm đếm số, mới chỉ đếm tới số 8, trên đầu đã vang lên âm thanh lãnh đạm của Lương Bình Quân, thật là giống như hắn chỉ. Vừa vặn đi ngang qua. Làm sao vậy? Vũ Tuệ ngẩng đầu, tầm mắt theo chân dài hướng lên đi vòng quanh rồi dừng lại trên mặt hắn, suy yếu cười cười lớp trưởng mình không có việc gì chỉ là dạ dày có chút đau có thể mang mình qua bên kia ngồi một chút không lương bình liền nâng vũ tuệ dậy đi về phía chiếc ghế dài cạnh máy bán hàng tự động hai chân vũ tuệ giống như hoàn toàn mất đi sức lực chỉ có thể dựa gần vào người hắn nháy mắt liền cảm giác được cơ bắp hắn căng thẳng nhịp tim tăng nhanh hô hấp hơi đổi thật xin lỗi đầu mình có chút choáng tốt nhất là cậu nên đi bệnh viện đi khẩu khí hắn lại lạnh thêm một chút không cần chờ một lát là sẽ tốt hơn thôi nàng ôn hòa cự tuyệt nhưng không thể từ chối ở mặt ngoài bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường lương bình đối với ai cũng không nhiệt tình vũ tuệ đối với ai cũng ôn hòa thân thiết như nhau nhưng cũng không phải kiểu người chủ động nhiệt tình không ai nghĩ đến hai người thoạt nhìn không hề có chút tương đồng về tính cách lại sát ra lửa rốt cuộc là loại tình cảm nào đang cất giấu dưới vẻ ngoài đó của họ, Vũ Tuệ nói nghĩ một chút chính là nghĩ một chút, ngồi còn chưa đến 3 phút cô đã. Đứng lên nói bản thân không có việc gì, sau đó còn lại máy bán hàng tự động mua một lon nước trái cây đưa cho Lương Bình, nói là quà tạ lễ vì đã làm bạn với cô 3 phút này. Vũ Tuệ ngồi trên xe điện, cô biết Lương Bình vẫn theo sau mình, mới chỉ ngồi gần nhau một lát như vậy, hẳn là sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn đi, Chắc chắn hắn sẽ luôn nghĩ tới tư vị được tới gần cô, ôm ấp cô như vậy, đêm nay có thể sẽ bởi vậy mà ngày hôm sau còn phải giặt quần lót vì mộng xuân cũng nên, Vũ Tuệ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, suy đoán xem phải mất bao lâu lương bình mới bỏ lon nước trái cây kia. Xem chừng đến khi sắp hết hạn sử dụng, quý trọng mà uống xong, sau đó đến lon cũng sẽ cất giữ cẩn thận, Vũ Tuệ vui vẻ gợi lên khóe môi, biểu tình vừa ôn hòa lại vừa giảo hoạt, về đến nhà không lâu, Thanh Nải nổi giận đùng đùng mà gõ vang cửa nhà cô, kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Thanh Nải đối với việc tên biến thái kia theo cô ấy lên xe điện, hơn nữa còn để thư đe dọa vào cặp sách của cô ấy cũng không mấy sợ hãi, chỉ là hoàn toàn bị chọc giận, cô quyết định phải bắt được tên biến thái kia. Em sẽ không tìm được người yêu thương em hơn tôi, tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Thật ghê tởm, bị bệnh thời kỳ cuối sao. Vũ Tuệ ôm mèo rác đôn tiểu hoa, Nhìn thanh nãi đi tới đi lui trước mắt, nói: Chị không có chút liên tưởng tới ai đó sao? Người chia tay gần đây nhất là ai? Người chia tay gần đây nhất, Linh Mộc Đằng Nguyên. Trời ạ, à, tất cả đều quen cùng lúc, chia tay cùng lúc, sao chị mày biết được là ai? Chẳng lẽ chuyện đánh cược của chị với Lương Tử Học tỷ là nghiêm túc sao? Đến chuyện đoán đại khái xem là ai cũng hoàn toàn đoán không ra. Có thể thấy được cô ấy kết giao đối tượng có bao nhiêu tùy tiện. Đó là đương nhiên, đã khi nào tụi chị nói là nói giỡn chưa? Vũ Tuệ lại một lần nữa cảm thấy giật mình trước phương diện tình trường của con gái thời kỳ này, thanh nãi từng nói cô nàng đánh cược cùng Lương Tử, xem ai trước khi tốt nghiệp cao trung đạt tới thành tựu quen được trăm người trước, vốn dĩ Vũ Tuệ còn cảm thấy đây là lời nói đùa, không nghĩ tới các cô ấy thật sự nỗ lực để đạt được mục tiêu như vậy rất dễ chọc phải phiền toái đó chị. Chị xem hiện tại có khi là đang bị trả thù đó. Chỉ là một tên đàn ông vô dụng hấp hối dãy dụa mà thôi, chờ chị mày bắt được cái tên chỉ dám ở sau lưng chơi thủ đoạn ngu ngốc này, chị mày sẽ cho hắn biết không phải loại con gái nào cũng có thể để yên cho hắn làm trò uy phong đâu. Chương 4 Chậm trễ Nguồn Mê audio.com mục đích thanh nải tìm vũ tuệ là vì mượn tiền để mua camera mini chị mày sẽ không tiêu phí thời gian quý báu để tìm ra cái loại ngu ngốc này bọn lương tử vẫn luôn đuổi theo phía sau chị mày không rời nếu chị mày bại bởi bọn họ thì mặt mũi mất hết thanh nải nói học tỷ mặc dù bây giờ dân phong cởi mở nhưng mà cái kiểu chơi này cũng sẽ bị người khác phỉ nhổ chính vì như vậy cho nên phụ nữ bây giờ sau khi tốt nghiệp liền kết hôn rồi bị chồng bắt ở nhà dạy con, hoặc là trở thành một nữ cường nhân nhưng vẫn xử nữ. Một khi vướng phải vấn đề tình cảm liền đòi sống, đòi chết. Trên thế giới này có nhiều nam nhân như vậy, phong lưu, bá đạo, lãnh khốc, đại thúc, em trai nhỏ, a, à, còn có loại hình như học đệ lương bình, kiểu người tràn đầy hơi thở cấm dục. Mỗi một loại hình phải nếm thử qua mới biết được mình thích loại nào. Nếu trước khi chết mà chị mày không nếm thử hết các loại hình kia, chị mày chết không nhắm mắt. Vũ Tuệ đau đầu xoa huyệt thái dương, được rồi, học tỷ. Tuy rằng đã đủ tuổi cho phép kết hôn, nhưng mà nói như thế nào bản thân cũng chưa qua 20 tuổi, nói mấy chuyện này có ổn không đây? Còn có thể đem những lời ngụy biện nói thành một đống đạo lý rõ ràng nữa. Chật chật chật, thật nhàm chán, kiểu người ngây thơ khả ái như em nhất định không thể hiểu được những gì mà bọn chị theo đuổi, cho nên á, em cho chị mượn tiền mua mấy cái camera là được rồi thanh nãi nói, ngây thơ khả ái. So với những người đặt dục vọng lên trước tình yêu như những gì thanh nãi nói, thì vũ tuệ quả thật là ngây thơ khả ái, nhưng nàng thật sự chân chính thuộc hệ ăn thịt nha, tuy rằng chỉ có mình Lương Bình có thể làm cô muốn ăn. Camera mini à. Vũ tuệ rủ mắt nhìn bé mèo rác đôn trên đùi, tay nhẹ nhàng mơn trớn lưng nó, lông mi thật dài rủ xuống che bóng dưới mắt, vừa vuốt ve đầu mèo, vừa đọc thư đeo dọa của thanh nãi, lấy khả năng của khoa học kỹ thuật hiện nay mà nói chỉ cần người kia còn xuất hiện thanh nải quả thật là rất nhanh chóng có thể bắt được hắn ta em biết rồi vũ tuệ nhấc mí mắt lên nhìn thanh nải ôn nhu nói nhưng mà tiền tiêu vặt tháng này của em không đủ để mua camera chị đợi thêm hai ngày nữa em nói ba gửi thêm tiền cho em hai ngày này chị nhẫn nại một chút cẩn thận một chút vẫn hơn sau khi thanh nải rời đi Vũ Tuệ trở lại thư phòng mở máy tính ra tra xếp dự báo thời tiết, xác nhận mấy ngày tới trời sẽ nắng, ngày gần nhất sẽ có mưa to là ngày 27, nói cách khác là 8 ngày sau, 8 ngày à. Vũ Tuệ đứng lên, đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn bầu trời đen mênh mông bên ngoài, thời gian này nên nói là dài hay là ngắn đây? Còn có 8 ngày, chỉ còn 8 ngày nữa thôi. Con đã về. Lương Bình vừa đổi giày vừa nói. Ừ, hoan nghênh về nhà đáp lại hắn là một thanh âm có vẻ cà lơ phất phơ, đúng là anh trai của hắn, người vừa mới nhậm chức vụ công tác chính thức ở sở cảnh sát thành phố, anh trai hắn Đồng Bình. Đồng Bình đang ở nhà ăn, trên tay cầm một chén cơm, một chân câu lấy bàn ăn, kiều ghế thò đầu nhìn ra ngoài cửa. Hôm nay về sớm nha, nghe mẹ nói gần đây mãi đến khuya em mới về nhà, không lẽ là xác định thêm được mục tiêu rồi nên mới nỗ lực như vậy rốt cuộc khi em trai hắn không nỗ lực như vậy thì cũng là một học sinh xuất sắc rồi nếu đã trở thành người của công chúng vì dân phục vụ thì làm ơn đứng đắn một chút đi ngã ra đó bị thương ở mặt coi chừng bị đồng nghiệp nhỏ mọn chê cười không trả lời câu hỏi của anh trai lương bình đi đến nhà ăn mở cửa tủ lạnh do dự xem có nên đem lon nước trái cây này bỏ vào tủ lạnh hay không vậy mà dám dạy dỗ cả anh trai thật là một chút đáng yêu cũng không có an tâm đi cho dù anh mày té bị thương cũng không bị mấy tiền bối xấu tình chê cười đâu, bởi vì anh mày được điều đến công tác ở sở cảnh sát thành phố rồi. Đồng Bình từ trên ghế đứng lên, lại gần Lương Bình, nhưng lúc hắn không chú ý cướp đi nước trái cây trên tay hắn. Cái này cho anh uống đi, đúng lúc trong tủ lạnh không có nước. Đồng Bình vừa nói vừa muốn mở lon ra, lại không nghĩ tới sẽ bị cướp trở về, tức khắc ngẩn người. Muốn uống thì tự đi mà mua lương bình nói xong liền nhanh chóng đi lên lầu hắn quyết định vẫn là không nên bỏ tủ lạnh đồng bình nhìn bóng dáng em trai biến mất ở chỗ ngoặt cúi đầu nhìn mu bàn tay nơi đó xuất hiện một vết xước mới mẻ không đến mức chảy máu nhưng trầy da làm gì vậy không phải chỉ là một lon nước thôi sao tư thế cướp về có cần hung như vậy không giống như thứ hắn cướp đi không phải đồ uống mà là bảo bối của em trai hắn vậy lương bình đóng cửa phòng ngủ lại lấy cặp sách đặt ở trên bàn đi vào phòng tắm rửa tay, dòng nước mát mẻ xả trôi không ít mồ hôi trong lòng bàn tay hắn, nhưng bàn tay vẫn có cảm giác vô cùng nóng rực, giống như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể trên người Vũ Tuệ, hắn có thể cảm giác được da thịt mềm mại của cô ấy cách một tầng áo sơ mi mỏng. Chóp mũi cũng phản phất còn ngửi được hương thơm tươi mát trên người cô, hắn hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, đến nỗi phát ra âm thanh hơi run rẩy, hắn ở trong phòng tắm hồi tưởng tới lúc tiếp xúc ngắn mũi kia, càng không thể tự kiềm chế mà trở nên say mê. Một hồi lâu sau Lương Bình mới ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương. Người trong gương thoạt nhìn vẫn là bộ dáng lãnh đạm như thường ngày, nhưng gương mặt hơi hơi phím hồng, đôi đồng tử hơi hơi phóng đại đã tiết lộ hắn vừa mới buông. Thả chính mình, đắm chìm ở nơi nào đó ảo tưởng khoái cảm của bản thân, không ai có thể biết được bên trong một cái túi da sẽ cất giấu loại linh hồn gì. Trên thực tế, trước khi Vũ Tuệ chuyển vào lĩnh Tây, tiến vào tầm mắt của hắn, hắn cũng không nghĩ bản thân sẽ trở thành người như vậy giống như toàn bộ tế bào đều được tổ hợp lại một lần nữa tựa như linh hồn ngủ say bị đánh thức linh hồn ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của hắn bất đồng đến điên cuồng trầm mê vào khuôn mặt cô hơi thở cô và tất cả mọi thứ về cô đều khiến hắn không thể tự kiềm chế hôm sau lương bình tỉnh dậy lúc sáng sớm cởi quần lót thay một cái khác cầm nó đi đến phòng tắm giặt sạch trên vải dệt vò ra càng ngày càng nhiều bọc biển còn chưa kịp xả nước, từ cửa phòng tắm liền thò vào một cái đầu. A Bình, cho anh mượn một. Đồng Bình bị đứng hình nhìn Lương Bình đang cầm quần lót trên tay, hai giây sau mới lộ ra hứng thú dạt dào, cười nói. Cái gì đây, em trai Lương Bình nhà ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Lương Bình thu hồi tầm mắt, mở vòi nước ra xả bọt, cũng không thèm để ý Đồng Bình, cái tên anh trai này từ nhỏ đến lớn luôn luôn là bộ dáng cà lơ phát phơ, không chút đứng đắn, cũng không biết làm sao mà thi được vào trường cảnh sát học, hắn vẫn luôn hoài nghi năng lực công tác của anh trai hắn, chỉ hy vọng khi bắt trộm không bị trộm đánh ngược lại là tốt rồi, bằng không có thể anh trai hắn sẽ trở thành sự sỉ nhục của giới cảnh sát. Đồng Bình đã sớm quen cái tính tình này của em trai mình, huyết. Sáu một cái, dựa người trên khung cửa nói. Có người mình thích rồi à, là một bạn học nữ đáng yêu cùng trường. Còn nằm mơ nữa, Nói cách khác là chú em còn đang trong giai đoạn yên thầm sao? Không phải chuyện của anh. Sao lại nói như vậy? Anh là người rất có kinh nghiệm đấy nhé. Nếu em không biết phải làm thế nào để theo đuổi bạn gái, anh trai này có thể chỉ em vài chiêu. Nếu tôi nhớ không nhầm, thời cấp 3 của anh, sinh hoạt tình cảm lung tung rối loạn, là cái gì cho anh tự tin rằng có thể chỉ dạy tôi? Không kịp phòng bị đột nhiên ăn mấy nhát vào tim, đồng bình xoa xoa ngực nói đúng là bởi vì như vậy nên anh mới phải nhắc nhở mày tình yêu là một thứ đáng quý trên thế giới này có nhiều người cho đến lúc chết cũng không tìm ra được người có thể làm cho hắn trở nên điên cùng cho nên nếu mày gặp được người kia ngàn vạn lần không cần lo trước lo sau cũng không cần ỷ vào bản thân trẻ tuổi mà nghĩ rằng sau này sẽ có thể gặp người tốt hơn có ý nghĩ tùy tiện này sau này thường là nguyên nhân của những tiếc nuối về sau thế giới này biến ảo vô thường không ai biết được dây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, có thể người kia sẽ mãi mãi không xuất hiện ở sinh mệnh mày nữa. Anh không cần phải giảng loại đạo lý trầm trọng to lớn này với một đứa em trai cao trung. Anh đây chính là vết xe đổ. Lương Bình dừng một chút, ra khỏi phòng tắm đi đến ban công, hôm nay thời tiết rất tốt, không khí tươi mát, trời trong xanh, tia nắng ban mai ôm nhu, Lương Bình mặc đồng phục gọn gàng, cài nút thắt cẩn thận, mang theo cặp sách đi đến trường, nhà hắn cách trường học không xa, Đi bộ khoảng 15 phút là đến. Lúc đi ngang qua trạm xe điện, hắn thả chậm bước chân, nhìn thấy Vũ Tuệ và Thanh Nãi cùng đi ra. Vũ Tuệ đem tóc dài vén ra sau tai, nhẹ nhàng cười, khí chất tươi mát giống như hóa thân của thời tiết này, nhưng ánh mắt cô lại lưu chuyển mông lung tựa sương mù, làm cho người khác cảm thấy thần bí. Những người đến tỏ tình với Vũ Tuệ đều được trả lời nghìn bài một điệu. Thật xin lỗi, cảm ơn vì đã thích mình nhưng mà mình đã có người mình rất rất thích rồi tuy rằng hắn đã theo cô lâu như vậy nhưng căn bản là chưa từng thấy qua cô cùng người khác phái nào có quan hệ thân mật cơ bản có thể ác định được đó chỉ là một cái cớ để cự tuyệt người khác nhưng nếu hắn đi tỏ tình chỉ sợ cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự mà thôi trong trường học nữ sinh thích lương bình không ít nhưng vũ tuệ lại chưa bao giờ nhìn hắn nhiều thêm một cái a à, là lương bình học đệ thanh nải vui mừng reo lên vũ tuệ nghiêng đầu Thấy được Lương Bình đứng ở bên kia đường, Thanh Nãi nhiệt tình chạy qua, Vũ Tuệ cũng chỉ đành phải đi theo, cũng giống như đối xử với người khác, ôm nhu nói. Buổi sáng tốt lành, lớp trưởng. Buổi sáng tốt lành. Lương Bình cũng lãnh đạm đáp lại giống như đối xử với những người khác. Ba người cùng nhau đi đến trường học, Thanh Nãi vẫn luôn ở bên nói chuyện cùng Lương Bình, chẳng sợ thái độ của hắn lãnh đạm, không hiểu phong tình ở phương diện theo đuổi người khác phái cô nàng có 10 phần kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc không phải ai cô nàng coi trọng đều có thể bắt được dễ dàng, ví dụ kiểu người như Lương Bình, nếu không mặc giày xuất hiện trước mặt hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới cô, không bỏ ra chút tâm cơ thủ đoạn, sẽ không có biện pháp đem hắn bỏ miệng. Nhưng Lương Bình không có lúc nào là không làm cho cô nàng sinh ra cảm giác thất bại, một bộ mặt cơ bắp của thanh nải đều bị đánh rớt, đối phương vẫn luôn là bộ dáng tâm lặng như nước, vô dục vô cầu, cô ta còn từng hoài nghi có phải Lương Bình là đồng tính luyến ái, nếu không thì một học tỷ mỹ nữ lại gợi cảm như cô ta ở chỗ này trêu chọc hắn như vậy, tại sao hắn lại không có chút động tâm nào. Vũ Tuệ nhìn nhiệt tình của Thanh Nải nhạt dần, như là muốn đánh vỡ trường hợp xấu hổ này, nàng nhẹ nhàng hỏi. Tối hôm qua lớp trưởng ngủ ngon không? Cũng được. Hắn lãnh đạm trả lời, vẫn như cũ tiết chữ như vàng, nhưng Vũ Tuệ biết, Tâm lặng như nước của hắn đã biết thành cảm xúc chảy xiết, Vũ Tuệ cũng vui vẻ, hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên như khinh khí cầu luôn rồi. Chương 5 Trừng phạt Nguồn Mê truyện audio.com Ở khu nhà dành cho năm 2, Thanh Nãi nhanh chóng tách ra khỏi Vũ Tuệ và Lương Bình. Vũ Tuệ và Lương Bình không nói gì, chỉ lặng lặng đi tiếp, bốn phía không hề yên tĩnh. Nhưng Lương Bình lại cảm thấy hắn có thể nghe được cả tiếng hít thở của Vũ Tuệ, hắn đẩy đẩy mắt kính, khắc chế bản thân không cho tầm mắt dán lên người Vũ Tuệ, nếu tâm tư điên cuồng, hành vi biến thái của bản thân bị phát hiện, chờ đợi hắn chỉ có kết cục mất hết tôn nghiêm. Đang giờ cao điểm của học sinh đến lớp, hành lang người. Đi tới đi lui đông đúc, Vũ Tuệ vẫn liên tục phải né tránh những học sinh vội vã chạy đến lớp chép bài tập, bả vai thỉnh thoảng chạm nhẹ vào cánh tay hắn, Vũ Tuệ ngượng ngùng xin lỗi. Sau đó lại lơ đãng thưởng thức vẻ mặt lãnh đạm như không có chuyện gì xảy ra nhưng cơ bắp trở nên căng thẳng do kìm nén, tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh của hắn, một lần hiếm hoi được sánh vai cùng nhau đi trên đường, con đường này dường như lại được kéo dài vô số lần nhưng thời gian lại giống như trôi nhanh hơn. Rất nhiều, một khắc trước khi bước vào lớp, ma chú được giải trừ, trở về hiện thực. Buổi sáng tốt lành Vũ Tuệ. Buổi sáng tốt lành. Chào Lương Bình, buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành đám bạn học đã đến lớp từ trước nhiệt tình chào hỏi hai học sinh nổi tiếng của lĩnh tây cùng nhau tiến vào lớp cũng không tạo bất cứ chủ đề gì cho bọn họ suy đoán bởi vì từ trước đến nay trong mắt người ngoài hai người họ biểu hiện thật sự quá mức trong sạch vũ tuệ và lương bình công nhận là bên ngoài xứng đôi nhưng với tính cách đó của bọn họ thì muốn sát ra lửa cũng không được vũ tuệ đi đến chỗ ngồi của bản thân lương bình cũng đi đến chỗ ngồi của hắn Kinh Thạch hưng phấn bám lấy vai. "Của Lương Bình, Lương Bình, cậu đoán xem hôm qua tớ gặp được chuyện tốt gì, đoán đúng mời cậu ăn mì sợi." "Không muốn ăn." Lương Bình đối với trò chơi cậu đoán xem này không hề có hứng thú, càng đừng nói là cái trò chơi này không hề có tí khiêu chiến hay khó khăn nào vì Kinh Thạch. Tên này gần như đem đáp án viết sạch lên mặt. "Tên kia, mày có thôi không hả? Từ sáng tới giờ cứ như vậy." Còn không phải là được em gái đáng yêu nào đó tỏ tình thôi sao? Đến loại ngu ngốc như kinh thạch cũng có người thích, tao đã tuyệt vọng với thế giới này rồi, a à, a à, tức quá, tao cũng muốn được một em gái đáng yêu nào đó tỏ tình. Này, mày nói vậy cũng làm tao sôi máu rồi đấy. Nói ai ngu ngốc hả? Em gái đáng yêu. Ai vậy? Cái này tao sẽ không nói đâu, tụi mày cũng không cần đoán mò làm gì hì hì hì. hì. Xung quanh đều là mấy đứa ồn ào nhốn nháo vô cùng ngu ngốc, có đôi lúc Lương Bình sẽ cảm thấy đám người này là những đứa đáng ghét nhất trên đời, có thể so sánh với mấy con sên bò đầy sân, người ta thấy liền muốn rắc muối vào, đỉnh điểm khiến hắn có cảm xúc này nhất là khi đám này đến gần Vũ Tuệ, theo mình được biết thì do cơ thể của ốc sên đa phần cấu thành từ nước nên khi rắc muối vào thì muối sẽ hút cạn nước trong cơ thể của ốc sên. Sau đó, ốc sên sẽ chết vì mất nước, Vũ Tuệ Vũ Tuệ nói cho cậu nghe cái này. Kinh Thạch chạy tới trước mặt Vũ Tuệ, lại dùng cái trò chơi cậu đoán xem vừa chơi với Lương Bình chơi lại một lần nữa, nhưng bởi vì biểu tình của Kinh Thạch quá mức khôi hài làm Vũ Tuệ bị chọc cười. Thật không? Bạn gái kia tỏ tình với cậu đúng là người có mắt nhìn. Vũ Tuệ ôn hòa nói. Phải không phải không? Kinh Thạch quả thực không thể tin được, hắn cảm động đến rớt nước mắt, những người khác nghe được hắn có người tỏ tình đều chỉ biết đã kích hắn nói bạn nữ kia không có mắt nhìn đi coi trọng tên ngốc như hắn chỉ có vũ tuệ là nói như vậy cậu ấy quả thực là thiên sứ mà mời mời làm ơn để tớ mời cậu ăn mì sợi đi kinh thạch lớn tiếng nói kích động đến nỗi mặt đỏ ửng vũ tuệ vừa cười vừa gật đầu được thôi mỹ chi cũng đi chung nhé kinh thạch lập tức nhìn thoáng qua bộ mặt không chờ mong gì của mỹ chi mặt lạnh nhạt vô cảm xua xua tay không, quên cậu ta đi. Mỹ Chi nghe được, tức giận quăng bút ra bàn, Lương Bình mặt không biến sắc lấy sách vở từ cặp ra, kinh thạch lại hớn hở chạy về, bày ra vẻ mặt cảm động nói. Vũ Tuệ quả thực là thiên sứ. Còn cần cậu ta phải nói sao? Tao thành phan của cậy mấy mất rồi. Đây là đương nhiên rồi. Siêu 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 đáng yêu. Nếu là bạn gái của tao thì tốt rồi mặt lương bình vô cảm nhưng thiếu chút nữa bóp gãy cây bút trong tay đi chết đi rác rưởi vũ tuệ khép cuốn sách trăm năm cô độc lại thở ra mộ hơi hương cầm nói từ bỏ nữa hả từ chuyện xưa được kể lại trong quyển sách này khác xa tưởng tượng của tớ tên của mấy nhân vật trong sách cũng đủ giết chết tế bào não của tớ rồi một gia tộc bảy thế hệ lịch sử thịnh suy gì đó của bọn họ tớ hoàn toàn không có chút hứng thú nào quả nhiên cũng không phải sách phương tây nào cũng hợp với tớ tớ chỉ thích mỗi đồi gió hú. Vũ Tuệ nói, quả nhiên là tính cách y như đồi gió hú mà, nhẫn nại một chút cũng không được. Mình thấy cậu chắc chỉ thích xem mỗi tiểu thuyết tình yêu nhỉ, tên tiếng Anh của đồi gió hú là U Thơn hay là duy nhất của nữ nhà văn, tên của tiểu thuyết bắt nguồn từ một trang viên nằm trên vùng đồng cỏ hoang dã ở nơi những sự kiện có trong tiểu thuyết diễn ra. U Thơn là một từ giáp si được dùng để chỉ thời tiết thất thường, turbulent Đờ do vậy mình đoán ý của Hương Tầm muốn nói vũ tuệ tính cách thất thường, chỉ là mình tương đối thích những thứ đơn giản, nói trắng. Ra là đơn giản dễ hiểu, mình rất thích xem những vở kịch của Shakespeare, dù là Romeo và Juliet hay là Titus Andronis, biểu đạt đơn giản, dễ hiểu. So với những tác phẩm tiêu phí một đống bút mực đi nhuộm đẫm bầu không khí cũng không hề kém cạnh, đều làm người ta chấn động nhân tâm làm mình đồng cảm như bản thân đã trải qua nó vậy đây có lẽ là lý do tại sao nó lại là một tác phẩm nổi tiếng trên thế giới cả trăm năm qua mình nhiệt liệt đề cử nó nha mình vẫn là thích văn học nhật bản hơn nhưng nếu như cậu đã đề cử như vậy thì mình đọc xong cuốn này cũng sẽ đọc chúng vậy em cũng sẽ đọc thử cương nhất học đệ nhịn rồi lại nhịn cuối cùng không nhịn được nữa nhỏ giọng xen vào sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của vũ tuệ và hương cầm mặt cậu ta chậm rãi đỏ lên bởi vì trong tay hắn đang cầm là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng cực kỳ bình thường cùng với những loại sách mà vũ tuệ và hương cầm đang nói đến hoàn toàn không cùng cấp bậc hắn cảm thấy thẹn mà nói thỉnh thoảng nz th thỉnh thoảng em cũng muốn đổi thể loại sách khác để đọc hương cầm và vũ tuệ nhìn nhau cười sau khi giao lưu đơn giản một lát họ lại tự mình đọc sách của mình hoạt động của câu lạc bộ kết thúc chủ tịch câu lạc bộ giao nhiệm vụ cho mọi người theo thường lệ là mọi người sẽ viết một bài báo cáo nói về những quyển sách đã đọc nửa tháng qua và nguồn cảm hứng từ chúng chủ tịch câu lạc bộ còn cố ý dặn dò vũ tuệ chỉ cần viết cảm thụ về những quyển sách mà bản thân đã đọc là tốt rồi bởi vì vũ tuệ thường lấy rất nhiều sách để xem nhưng kết quả cô thật sự nghiêm túc đọc hết thì cũng chỉ có mấy quyển khi viết báo cáo gần như mấy trang đều là tên sách có thể nói bản báo cáo chỉ đạt yêu cầu ở số lượng từ làm cho cô giám sát của bọn họ xem xong mà tức giận. Chủ tịch câu lạc bộ cũng thấy được vũ tuệ bề ngoài ôn hòa, tươi mát cũng không quá tương xứng với tính cách bên trong. Vũ tuệ trộn thè lưỡi, lúc gia nhập câu lạc bộ đọc sách, cô cũng không biết là vào đây sẽ có nhiệm vụ như vậy. Hơn nữa còn có cô giáo giám sát và chấm điểm, cô giáo giám sát câu lạc bộ đọc sách lại đúng là chủ nhiệm lớp bọn họ, cô ấy vẫn luôn hận đến ngứa răng một đứa học lệch như Vũ Tuệ mỗi lần đọc báo cáo đọc sách của vũ tuệ đều kiểm tra rất cẩn thận lần trước cô giáo còn đưa ra tối hậu thư nếu lại dùng cách viết tên sách để ăn gian số lượng từ nữa cô sẽ nhờ thầy dạy văn kèm cặp thêm cho vũ tuệ lại nói nữa lương bình quân cũng phải chịu trách nhiệm cho bài tập bi thảm nửa tháng một lần của câu lạc bộ đưa ra cho anh ấy một chút trừng phạt ngọt ngào hôm nay hoạt động của câu lạc bộ đọc sách kéo dài thời gian sau lương bình thất thần nghĩ giết chết đối thủ và giành chiến thắng trong tiếng kêu rên của đối thủ, ván cờ kết thúc. Mỗi ngày Vũ Tuệ rời thư viện đều rất đúng giờ, cùng với thời gian kết thúc của câu lạc bộ cờ tướng không sai biệt lắm, so với câu lạc bộ cờ tướng thường kết thúc sớm hơn ít phút, nhưng hiện tại hoạt động của câu lạc bộ cờ tướng đã kết thúc, nhưng cô vẫn chưa xuất hiện, đã có thói quen đúng giờ đó sẽ nhìn thấy Vũ Tuệ, nên hiện tại Lương Bình cảm thấy vô cùng không thoải mái, sau khi câu lạc bộ kết thúc liền đi đến thư viện không thấy Vũ Tuệ, lại trở về phòng học cũng không thấy cô, vì thế hắn chuẩn bị đi đến nhà Vũ Tuệ, nhưng không nghĩ tới mới ra tới cổng trường đã bị gọi lại. "Hú! Chàng trai, anh trai tới đón em về nhà nè." Đồng Bình cười tủm tỉm nói, đôi mắt lại tràn ngập bát quái ngó trái ngó phải, tìm kiếm cô bé đã khiến em trai nhà hắn thông suốt, đáp lại Đồng Bình là gương mặt lãnh đạm, không chút cảm xúc của Lương Bình, cái tên phiền phức này đi chết đi là vừa, bởi vì bị đồng bình quấy nhiễu, Lương Bình đánh phải mặt lạnh về nhà, ăn xong cơm chiều thì lên phòng làm bài tập, mới làm được một chút thì nghe thấy tiếng mẹ hắn hỏi ở dưới lầu. Lương Bình, con có điện thoại. Lương Bình nối cuộc gọi đến đường dây điện thoại cố định trong phòng mình, nhấc điện thoại lên. Ừ. Khi lớp trưởng, là mình. Âm thanh mềm mại của Vũ Tuệ truyền vào trong tay, Lương Bình nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Có chuyện gì sao? chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nhận được điện thoại của vũ tuệ gọi đến nhà lương bình khắc chế bản thân vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi à nói ra cũng hơi ngại nhưng mà mình thật sự không biết tìm ai để nhờ giúp đỡ vũ tuệ thẹn thùng nói chuyện gì cô có chuyện muốn nhờ hắn giúp đỡ hơn nữa giống như đây là chuyện mà hắn là người duy nhất có thể giúp loại chuyện tưởng chừng chẳng có lợi gì lại khiến hắn gặp rắc rối nhưng lại làm cho lương bình cảm thấy máu trong người như sôi trào toàn thân nóng bừng là thế này hôm nay chủ tịch câu lạc bộ giao nhiệm vụ cho thành viên yêu cầu chúng tớ viết báo cáo đọc sách hơn nữa không thể viết lại về những cuốn đã viết trước đó nói đến cũng hơi xấu hổ ngoại trừ một vài quyển sách mà mình có thể đọc hiểu thì những quyển kia mình thật sự không thể nào lý giải được vì chuyện này mà gọi điện tới nhà làm phiền lớp trưởng thật sự rất ngại nhưng nếu như không giao báo cáo thì cô giáo giám sát sẽ tức giận. Những bài toán khó cỡ nào cũng có thể giải ra, nhưng những thứ đơn giản như báo cáo đọc sách lại không thể viết được. Lương Bình nói, khẩu khí bình tĩnh lãnh đạm, đối lập hoàn toàn với sự thẹn thùng của Vũ Tuệ, giống như một lớp trưởng chính trực đang giáo huấn bạn học bướng bỉnh không tuân thủ quy tắc, Vũ Tuệ là một học sinh xuất sắc về những môn tự nhiên trong trường, những bài toán khó cỡ nào cô cũng có thể giải quyết được, nhưng thành tích ngữ văn lại ở dưới đáy cốc có thể nói là một học sinh khoa học tự nhiên học lệch hoàn toàn ừm vậy cậu muốn tôi giúp cậu như thế nào mình muốn mượn bút ký của cậu đọc tham khảo được không lớp trưởng ắt là đã đọc không ít sách chắc cũng có làm bút ký đọc sách có được không sổ ghi chép viết cảm nghĩ về những cuốn sách mình đã đọc hắn không có lương bình đẩy đẩy mắt kính hắn là một học sinh giỏi cũng không có nghĩa là hắn đọc quyển sách nào cũng sẽ viết bút ký Tuyệt quá! Vũ Tuệ dùng giọng điệu mềm mỏng nói. Mình biết ngay là tìm tới lớp trưởng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết mà, mình đợi bút ký của cậu vào ngày mai nha. Ừ. Cảm ơn lớp trưởng, vậy, bye bye. Sau khi treo điện thoại, Vũ Tuệ ôm lấy mèo của mình cúi đầu cười cười, nhiệm vụ của câu lạc bộ này, cảm ơn mày nhé, cái gánh nặng này hẳn là ngọt ngào đi, Lương Bình Quân. Xác nhận Vũ Tuệ đã gắt điện thoại, lương bình mới chậm rãi đem điện thoại đặt lại trên bàn che lại ngực chậm rãi hô hấp hắn cảm thấy lỗ tai ngứa không chịu nổi thông qua tai nghe điện thoại hắn có thể nghe thấy âm thanh của cô cái loại cảm giác này thật giống như vũ tuệ thì thầm ở bên tai hắn vậy thiếu chút nữa hắn đã che giấu không được toàn thân hắn tê dại đột nhiên hắn nghe được một tiếng cười nhạo lương bình quay đầu lại nhìn thấy đồng bình không biết đã tiến vào từ khi nào ngồi xếp bằng ở trên giường hắn cười nhìn hắn bộ dáng không chút ý tốt. Thân là một người cảnh sát, anh nhàn rỗi đến vậy sao? Không phải là vì không còn cách nào khác sao, tỷ lệ tội phạm ở thành phố rất thấp, gần đây lại vô cùng yên bình, hoàn toàn không có vụ án nào cần phải công tác bên ngoài. Đồng Bình bày ra biểu cảm chế nhạo, đè thấp âm thanh, lập tức rắc ái muội đầy cả phòng. Là bạn học nữ đáng yêu của chú em gọi điện đến hả? Không cần xen vào việc của người khác, tôi rất bận, anh ra ngoài đi. Được được được, anh đi ra ngoài, anh trai đây trở về phòng tự mình cố vũ cho em trai. Đồng Bình đứng lên vừa phe phẩy đầu cảm tháng thanh xuân vừa đi ra ngoài, Lương Bình ngụy trang rất khá, nhưng hắn chính là một cảnh sát đã được huấn luyện bài bản, kiểu thẳng thường như em trai hắn khi theo đuổi con gái nhà người ta kiểu gì cũng chịu thiệt, chật chật. Sau khi Đồng Bình rời khỏi, Lương Bình thu hồi bài tập của mình, từ kệ sách lấy ra hai cuốn sách đã đọc trên kệ mở notebook ra bắt đầu sáng tạo ra bút ký đọc sách của bản thân cái này không phải nhiệm vụ thầy cô giao cho đại khái cũng không có tác dụng gì đối với hắn sau này nhưng lương bình lại vô cùng để tâm còn dành nhiều tâm trí hơn cả mỗi lần thi cử mà hoàn thành nó từng nét bút trật tự rõ ràng dù chỉ một lỗi chính tả nhỏ cũng làm hắn để ý cực kỳ nghĩ đến ngày mai quyển sổ này sẽ được vũ tuệ cầm trong tay được cô đụng vào lật xem rồi còn được cô bỏ vào cặp mang về nhà sau khi vui sướng qua đi, hắn thậm chí còn có chút ghen ghét với nó, a, à, hắn thật đúng là hết thuốc chữa, nhưng đây mình cũng chú thích một chút về cách xưng hô, mình sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng của nhân vật và tình huống, ví dụ. Thanh nãi Vũ Tuệ, nếu thanh nãi đang vui có thể xưng chị. Em với Vũ Tuệ, khi không vui có thể là chị mày, mày, khi trở mặt xưng tao, mày, anh trai Lương Bình với Lương Bình. Khi thằng anh chọc thằng em sẽ là anh mày, anh trai mày, chú mày khi bình thường anh. Em, Lương Bình vẫn gọi anh trai là anh, khi nhờ vả sẽ gọi là anh trai, Vũ Tuệ. Tri dai. Thảo Mai, mình, cậu, hết Thảo Mai, tôi, cậu, tôi, cô. Chương 6. Tri dai. Nguồn. Mê truyện audio com. Thời tiết sáng sủa, sáng sớm gió nhẹ nhẹ thổi mát mẻ thoải mái, nhưng cả người thanh nải lại bị bao phủ bởi cảm xúc tiêu cực. Suốt cả quãng đường đến trường đều là cảm giác tức giận và oán hận. Gần đây chuyện gì cũng không thuận lợi. Mấy lá thư đe dọa chết tiệt của tên biến thái kia, phỏng vấn cho công việc hầu gái ở quán cà phê cũng không xong, coi trọng lương bình học đệ thì hắn không chút hứng thú nào với chị, đêm qua còn bị con ả xấu xa từng cướp mất bạn trai mà chị đang quen trước đây châm chọc, mỉa mai. Không lẽ chị mày bị nguyền rủa nhỉ? Hay là gần đây dính phải xui xẻo? nhưng mà vì sao chị lại không nhận được công việc kia vũ tuệ nói thanh nải lớn lên rất xinh đẹp dáng người gợi cảm là tình nhân trong mộng của đa số nam sinh của cao trung lĩnh tây công việc trở thành phục vụ hầu gái trong quán cà phê chắc chắn sẽ được nhận vậy mà lại bị cự tuyệt là sao bên đó nói chị mày nhìn vào không giống kiểu người sẽ nghiêm túc làm việc thanh nải cười lạnh nói cô nàng còn nhớ rõ khẩu khí chán ghét của chủ cửa hàng khi thông báo nàng không được chọn và thái độ khi phỏng vấn hoàn toàn khác nhau nhất định là có người ở sau lưng ngán chân cô nhất định là do cái tên biến thái xấu xí kia làm đi theo chị lâu như vậy nhất định biết được từng địa điểm chị đi qua bởi vì những người con trai khác có thể quan minh chính đại đến quán cà phê nghe chị gọi một tiếng chủ nhân nhìn nắm bộ dáng chị mặc đồ hầu gái mà hắn ta chỉ cần dám xuất hiện ở cửa tiệm sẽ bị chị nhìn ra đánh cho hắn ta một trận không ra hình người, cho nên vì ghen ghét mà dứt khoát gọi điện đến cho chủ cửa hàng nói gì đó, cho dù chủ cửa hàng có không tin, nhưng để. Phòng ngừa cửa tiệm sẽ gặp phiền toái nên sẽ cự tuyệt những nhân viên mà bị biến thái theo đuôi cũng là điều hiển nhiên. Ừm, cũng rất có khả năng. Từ mọi phương diện, thanh nải học tỷ đều có thừa tự tin đến nỗi làm người khác bội phục. Ba em khi nào gửi tiền cho vậy? Chị đang cần lắm nè em biết rồi dường như thanh nải có chút không vui vũ tuệ nhìn bóng dáng thanh nải đi về tòa nhà năm ba mà nghĩ nhưng rất nhanh mọi chuyện sẽ kết thúc chỉ cần nhẫn nại một chút thôi chỉ còn 7 ngày nữa không muốn cho mượn thì cứ nói thẳng còn lấy cái lý do sức sẹo kia chọc tức người ta thanh nải nặng nề ném cặp sách xuống bàn mặt lạnh nói trời ạ à, làm gì mà tức giận như vậy lỡ như vũ tuệ thật sự không có tiền thì sao lương tử vừa soi gương vừa tô lại son môi nói. Ha, sớm không có tiền, muộn không có tiền, lại cố tình ngay lúc tao mượn tiền nói không có, nhìn nó giống như kiểu người chút tiền đó mà cũng không có sao, một người xinh đẹp như vậy, ở nhà kiểu Tây, trong nhà nuôi thú cưng mắc tiền như vậy, loại đó vừa nhìn đã biết là tiểu thư có gia thế tốt, cho dù có thiếu tiền cỡ nào chả lẽ lại không mua nổi một cái điện thoại. Mấy ngày nay, Thanh Nải vẫn luôn tích lũy cảm xúc tiêu cực trong người, chỉ cần một chút không hài lòng thì cả người liền bực bội không chịu nổi, đến mức học muội ngày xưa vô cùng yêu thích bây giờ cũng thấy không vừa mắt. Cái gì? Vũ Tuệ ở nhà kiểu Tây. Sao mày không nói sớm, chúng ta đến nhà Vũ Tuệ mở party đi. Lương Tử lập tức quay đầu kích động nói, bị thanh nải hung hăng trừng mắt liếc một cái mới hơi nghiêm túc lại. Vậy không phải kỳ lạ lắm sao? Không phải bình thường Vũ Tuệ có quan hệ rất tốt với mày sao? thường xuyên cùng nhau tới trường học, có những chuyện mày không thèm tâm sự với tụi tao cũng kể cho em ấy nghe, vụ sinh làm hầu gái ở quán cà phê mày không nói tụi tao cũng chẳng biết. Nếu gia cảnh em ấy tốt, quan hệ với mày cũng không tệ, vì sao lại không muốn cho mày mượn tiền? Cũng không phải mày mượn ăn nhậu chơi bời gì, mày bị biến thái theo đuôi, còn nhận được thư đe dọa, đây là chuyện liên quan đến sự an toàn của một người đó chuyện như vậy thì em ấy có tiền nhất định sẽ cho mày mượn có lẽ nhà em ấy cũng không có tiền như mày nghĩ hay là trong nhà đang có khó khăn gì đó cũng không chừng những lời này của lương tử làm thanh nải đỡ tức giận một chút nhưng hạt giống hoài nghi một khi đã gieo xuống thì rất khó để nhổ nó lên nhưng mà tao luôn có cảm giác là nó sẽ không cho tao mượn nếu giống như mày nói là cố ý không cho mày mượn thì chẳng lẽ vũ tuệ không muốn để mày bắt được tên biến thái kia sao thanh nải cao mày giống như thực sự là như vậy nếu như vũ tuệ thật sự không muốn cho cô vay tiền mua camera vậy chính là muốn cô bị biến thái tiếp tục quấy rầy nhưng mà tại sao vũ tuệ lại muốn làm như vậy căn bản là không có động cơ mà cô cũng không có đắc tội với vũ tuệ có phải là cô đã suy nghĩ nhiều rồi không được rồi chúng ta mỗi người góp một chút xem có đủ tiền mua nó hay không vậy mà còn nói tên đàn ông vô dụng chỉ biết viết thư đe dọa thì chẳng làm được gì còn không phải bị người ta ép đến sắp điên rồi sao tao cũng không thèm trông cậy vào tụi mày tiền tiêu vặt mỗi tháng của cả đám lúc nào cũng không đủ xài mỗi ngày ăn nhậu chơi bời đều để bạn trai chi trả nhưng mà bạn trai của bọn họ chỉ chịu tiêu tiền mời ăn uống hay mua những món quà nhỏ cho bọn cô chứ sẽ không trực tiếp cho tiền vì để đạt được cái mục tiêu quen được trăm trai, chỉ mới một thời gian ngắn cũng không tới nông nổi bàn chuyện cưới hỏi nên muốn người bạn trai trực tiếp cho tiền bọn họ là không có khả năng. Lương Bình hơi nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, cuối cùng vẫn đến kịp trường ngay trước khi cổng trường đóng lại, vì ngồi viết bút ký đọc sách mà gần như 4 giờ sáng mới lên giường đi ngủ, không ngờ sáng nay lại ngủ quên, cũng may không đến trễ, nếu không sẽ không thể mang nô tê bốt đưa cho vũ tuệ đúng hạn. Lương Bình đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được tiếng chạy bộ cùng tiếng la hét từ phía sau truyền đến, theo bản năng hắn quay đầu lại nhìn, còn chưa kịp thấy rõ, chỉ cảm thấy hình ảnh người kia như đạn pháo vọt vào lòng hắn, lực ập đến quá lớn làm hắn bị đâm cho té ngã trên mặt đất, mà người kia còn đè lên người hắn, đau, lương bình nhăn mày. A, à. đau. Một âm thanh hoạt bát nghịch ngợm vang lên, cái đầu ngay ngực lương bình nâng lên, là một thiếu nữ đáng yêu với mái tóc ngắn nghịch ngợm, trong mắt vẫn còn ánh lên sự kinh hoảng, đối diện với đôi mắt Lương Bình đang gần trong gan tất, cô ta lập tức ngây dại, sau hai giây chấn động cuối cùng cũng chịu dùng tay chân để bò dậy, rời khỏi người Lương Bình. Mình xin, xin lỗi. Mình không cố ý, cậu không sao chứ. Đúng là tai bay vạ gió, vốn dĩ có thể không đến muộn, kết quả là bây giờ chuông vang học đã vang lên, Lương Bình từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn thấy nằm bên cạnh là một chiếc ván trượt, hắn cầm cặp sách của mình lên, lạnh lùng nói. Không có kỹ thuật thì đừng chơi mấy thứ này, ngầu quá anh trai ơi, sắc mặt tri gia nháy mắt đỏ bừng, liên tục không lưng xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi cậu. Lương Bình đi về phía tòa học của mình, ở các trường học thường chia khu, hoặc chia tòa cho các khối hoặc cho dễ phân biệt thôi, mà thường là có tên, ví dụ ở trường mình là có tòa B1, B2, H2, H2. Ở đây tác giả để khu dạy học nên mình để thành tòa học đọc sự mồm vải luôn ý, mà không nghĩ ra được cái nào hay cả. Chương 7 Vũ Tuệ Nguồn Mê truyện audio.com tiết đầu tiên kết thúc, Lương Bình đang chuẩn bị đi tìm Tri Giai để đổi lại cặp sách thì Tri Giai đã tới tìm hắn trước. Ngại quá, hy vọng cậu không để ý. Ngoài hành lang của lớp 1, tri giai trả lại cặp sách cho lương bình và xin lỗi hắn lương bình nhận lại cặp sách của mình đồng thời trả lại cặp sách cho cô ta hắn mở cặp sách ra kiểm tra tri giai nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập tò mò nói cái kia tên mình là tri giai cậu động vào đồ trong cặp sách của tôi lương bình đánh gãy lời cô ta a xin lỗi mình cũng không còn cách nào khác dù sao mình cũng phải lấy sách để học mà đúng là như vậy dù sao cũng cần phải học Cầm sách của hắn cũng không có gì đáng trách, nhưng mà cô ta lại dám chạm vào notebook của hắn, nghĩ đến chuyện này, Lung Bình liền cảm thấy không thoải mái, mỗi một chữ bên trong đều được viết ra vì Vũ Tuệ, là lần đầu tiên hắn có thể danh chính ngôn thuận mà đưa cho cô ấy vật dụng của mình, nghĩ đến tay cô sẽ lật từng trang giấy, trong mắt cô sẽ là ảnh ngược của những con chữ mà hắn viết, lòng bàn tay ôm nhu mềm mại sẽ chạm đến nó, suy nghĩ của hắn và Vũ Tuệ sẽ hòa nhập vào nhau chỉ nghĩ vậy thôi hắn cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ giống như hắn và cô có những tiếp xúc thân mật mà cuốn nô tê bốt này chính là cầu nối giữa họ nhưng mà trước khi vũ tuệ chạm vào nó không biết cô ta từ đâu xuất hiện dám tự tiện mở xem nó những ảo ảnh như mộng mà hắn tưởng tượng ra nhanh chóng tan biến như bọc biển đáy mắt lương bình càng trở nên lạnh lẽo nhưng chuyện tới mức này truy cứu thêm cũng không có ý nghĩa hắn đối với loại người lỗ mãng lại không có lễ phép như vậy hoàn toàn không có chút thiện cảm một câu cũng không muốn nói thêm nữa tri dai thấy bộ dáng của hắn kiểu hai người đòi lại cặp là xong rồi không còn gì để nói thấy hắn xoay người muốn vào lớp cô ta vội vàng bước lên phía trước một bước nhỏ nhỏ giọng nói cái kia mình không phải cố ý nhưng mà cậu yêu thầm bạn học tên là vũ tuệ đúng không lờ mờ thứ vô duyên bước chân lương bình thượng lại bàn tay đang cầm cặp sách nắm chặt lại hắn cảm giác như trái tim mình thắt chặt lại tựa như mỗi khi hắn nghe thấy có người nhắc tới tên của vũ tuệ sẽ sinh ra phản ứng nhưng điều tri dai nói càng làm cho hắn thẫn trương để ý hơn hắn yêu điên cuồng say đắm vũ tuệ đây là bí mật của hắn hắn chưa từng để bất cứ ai biết hắn che giấu rất khá nên không có người phát hiện những thứ mà cậu chú thích trong sách không biết cậu có để ý hay không trong đó có xuất hiện tên cậu ấy mấy lần khi Giai nói, người viết chữ luôn rất khó phát hiện ra lỗi chính tả của bản thân, đặc biệt là Lương Bình, khi giáo viên giảng bài xong thì hắn cũng đã hiểu hết, ghi chép lại chẳng qua chỉ là để đối phó giáo viên ngẫu nhiên thu sách lại kiểm tra mà thôi, bản thân hắn rất ít khi lật xem lại, tim đập mỗi lúc một nhanh, máu dâng lên, trên đời này làm gì có cái gọi là võ bọc hoàn hảo, chỉ là chính bản thân hắn không nhận ra mà thôi. Mình không nhớ rõ đã từng thấy câu này ở nơi nào đó, nói là trên thế giới này chỉ có hắc xì và tình yêu là không cách nào che giấu được, dù ngậm miệng lại nhưng đôi mắt sẽ nói ra tất cả. Hai tay tri dai đặt sau lưng, biểu cảm hoạt bát, giảo hoạt. Đây là bí mật của cậu đúng không? Cho nên mình đã giúp cậu nhớ kỹ, những cái tên được ghi ở trang nào, cậu có thể tự mình xóa đi, tờ giấy mình đã kẹp trong sách, mình cũng sẽ không nói cho ai khác biết, vậy thế nhé, Lương Bình. Tri Giai xua xua tay trở về lớp mình lương bình trở về chỗ ngồi kinh thạch ngay lập tức thò đầu qua này này mới gặp ai đó hình như tớ chưa gặp trong trường bao giờ hình như còn hơi đáng yêu nữa nha rõ ràng là vô cùng đáng yêu ánh mắt mày có vấn đề rồi đó kinh thạch sao có thể hạ thấp người ta như vậy chứ du thái nói bởi vì hiện tại người đáng yêu nhất trong lòng tao chính là thiên sứ vũ tuệ nếu ai muốn vượt qua độ đáng yêu của vũ tuệ trong mắt tao thì đợi thêm trăm năm nữa đi nhưng mà bạn học kia là ai vậy không biết chắc là học sinh mới chuyển trường lương bình thất thần nói tiếng chung báo hiệu cho tiết thứ hai đã bắt đầu giáo viên dạy ngữ văn đã tới trước mặt hắn quyển sách tiếng anh vẫn còn lật dở hắn dựa theo những gì tri gia nhắc nhở nhìn thấy những vòng tròn tri giai đã khoanh lại xung quanh tên vũ tuệ 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 anh ấy đang suy nghĩ cái gì vì dùng sức quá mức ngòi bút cắt ngang trang giấy hai mắt vũ tuệ gắt gao nhìn chầm chầm trang sách tri giai vừa xuất hiện thì sẽ gây nên ảnh hưởng tới lương bình sao đáng giận cô vốn dĩ định sẽ đến quấy rầy bọn họ khi họ đang nói chuyện ở hành lang kết quả giáo viên dạy toán lại không chịu rời đi mà cứ ở lại nói với Vũ Tuệ một đống chuyện nhàm chán về chuyện thi đấu toán học. Đáng nói hơn là Tri Giai đã nói gì đó với Lương Bình, mà sau đó Lương Bình không chăm chú nhìn cô như trước nữa. Lương Bình, em đọc tiếp đoạn này đi. Lương Bình chậm nửa nhịp mới đứng lên, đại não còn chưa kịp phản ứng lại, buộc miệng thốt ra. Vũ Tuệ Lương Bình chợt hoàng hồn, dưới ánh mắt chăm chú, sự im lặng nghi hoặc của cả lớp đại não nhanh chóng xoay chuyển nhanh chóng phán đoán giáo viên đã giảng đến phần nào sau đó bắt đầu đọc nó đêm đó trời mưa thật to sáng sớm qua cơn mưa trời lại sáng lá cây mặt đất mái nhà đều được rửa trôi một trận mà trở nên sạch sẽ xác ông mật chẳng biết đã trôi đi đâu nhóm ông mật được rồi em ngồi đi nhưng mà lần sau học hành phải tập trung bạn học lương bình mau cất sách tiếng anh đi cả lớp cười vang một trận lương bình mang lòng sợ hãi ngồi xuống trên trán hơi hơi toát ra mồ hôi tiếng tim đập to như muốn làm điếc cả lỗ tai hắn thành thành công che giấu rồi sao tầm mắt hắn lặng lẽ đảo qua đảo lại trên người vũ tuệ lại không nghĩ tới đột nhiên sẽ chạm phải ánh mắt của cô ấy trong mắt cô còn có chút hoang mang như là đang hoài nghi không biết có phải vừa rồi hắn đã gọi tên cô hay không đột nhiên đối diện với tầm mắt hắn như là bị giật mình nhưng lập tức nở nụ cười ôn hòa với hắn, lương bình bình tĩnh thu hồi tầm mắt, giống như chỉ là vô tình nhìn thoáng qua chỗ cô. Nhưng ngón tay thon dài vô thức kéo rộng cổ áo, nóng quá, Vũ Tuệ thu hồi tầm mắt, chỉ là ý cười nơi đáy mắt rất lâu cũng không tiêu tan đi, xem ra là cô đã lo lắng vô ích một hồi rồi, Tri giai xuất hiện quá đột nhiên, làm cho cô nhất thời có chút rối loạn tay chân, nhưng mà lương bình là dạng người gì chứ, so với chính bản thân hắn, cô hình như còn hiểu biết hắn hơn nếu hắn thật sự là lương bình của cô, như vậy thì chỉ cần cô còn tồn tại, hắn cũng chỉ biết nhìn chăm chú vào cô, trái tim hắn sẽ. Chỉ vì cô mà đập nhanh, nếu hắn là lương bình của cô, sau khi hết tiết, đám người kinh thạch đang treo gẹo lương bình có phải bởi vì bạn học nữ mới chuyển đến mà khi học mới không tập trung không thì vũ tuệ đến, đáng gãy lời treo gẹo của bọn họ. Lớp trưởng, mình tới mượn bút ký của cậu lương bình liền lấy notebook ra đưa cho vũ tuệ vũ tuệ lật nhẹ sau đó vô cùng kinh ngạc nói vừa đúng là những quyển sách mà mình đã xem qua nhưng không thể nào lý giải được tinh túy của nó đó không biết có thể giúp được cậu hay không lương bình lại công thức hóa lời nói cậu chịu giúp mình là tốt lắm rồi có bút ký của lớp trưởng mình có thể làm một bản báo cáo mà cô giáo không còn lời nào để chê mình thật sự có thể tùy ý tham khảo chứ Câu này có ý nghĩa không khác lắm so với câu mình thật sự có thể chép bài của cậu chứ, có thể. Đối mặt với người mặt dày như vậy, Lương Bình cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, thấy hai người cũng nói xong chính sự, đám con trai bởi vì vũ tuệ ở đây mà yên tĩnh được một lúc, bây giờ cũng xen mồm vào. Thật không hiểu nổi đám học bá các cậu, học sinh giỏi, vũ tuệ, trưa nay cũng ta ăn cơm cùng nhau đi, mì sợi mì sợi, mình mời cậu ăn mì sợi kinh thạch vẫn còn nhớ là hắn đang muốn mời vũ tuệ ăn mì sợi nhưng mà ngày hôm qua mang không đủ tiền cho nên chỉ có thể đẩy đến hôm nay vũ tuệ cười đáp ứng sau tiết học cuối cùng của buổi sáng cô và mỹ chi cùng đám nam sinh cùng nhau đi ăn trưa đồ ăn ở nhà ăn của trung học lĩnh tây có thể nói là chiêu bài của trường đồ ăn đa dạng vị cũng rất ngon rất nhiều học sinh đều vì vậy mà từ bỏ việc mang theo thức ăn trực tiếp ăn cơm ở nhà ăn lấy danh nghĩa bề ngoài để che giấu, thu hút cái gì đó, tri gia nhìn những món ăn thông qua ô cửa kính, nhiều đến hoa cả mắt. Mỗi món nhìn đều rất ngon. Đúng không, mình đề cử món ramen xương heo, vừa rẻ vừa ngon. Nhật Thái nói. Vậy tớ chọn ramen. Đứng xếp hàng mua ramen, vừa mới ngồi vào bàn ăn, Nhật Thái liền thấy được đám người lương bình vũ tuệ, lương bình cao ráo, đứng trong đám người không khác gì hạt trong bầy gà, cô nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hắn, ngay sau đó, cô liền chú ý thấy trong đám người có hai bạn nữ, một người có diện mạo đáng yêu đang cùng đám con trai ồn ào nhốn nháo, còn một người thì chỉ ôn hòa lắng nghe người khác nói chuyện, trên người toát ra một loại khí chất kỳ lạ. Bởi vì có hai người con gái đứng, chung với Lương Bình, cho nên nhóm người trong cực kỳ lóa mắt, giống như một hội minh tinh đi với nhau hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tầm mắt tri gia chuyển qua bên người Lương Bình, nghe được Nhược Thái bên cạnh buồn bực nói. Các lớp khác đều nhiều trai đẹp như vậy, chỉ có lớp mình là dưa vẹo táo nứt, cho dù không có người đạt được cấp bậc như Lương Bình, ít nhất thì ngủ quan đoan chính một chút cũng không được sao. Lương Bình Chính là người cao cao kia, vô cùng đẹp trai đúng không? So sánh với mấy nam sinh hấp tấp bột chột khác, Bộ dáng lạnh lùng cấm dục của cậu ấy rất dễ làm người khác động lòng đúng không, nhưng mà cậu cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, cậu ấy á, đặc biệt khó theo đuổi. Dưới sự truy vấn của Tri Giai, Nhật Thái liền kể cho cô ta nghe về nữ thần siêu cấp gợi cảm của trường, là Thanh Nãi, Thiên Nga Trắng, Linh Hoa, ngay cả mấy bạn nữ xinh xinh ở năm 2 lớp 1 cũng theo đuổi cậu ấy không bỏ, kết quả thì sao, Lương Bình đều là như không thấy, không biết bởi vì trong lòng đã có người mình thích cho nên làm lơ toàn bộ dụ hoặc sao. Tri Giai không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm Lương Bình, nhìn thấy hắn cầm nước trái cây đưa cho người con gái bên cạnh mới hỏi bạn nữ kia thật xinh đẹp là ai vậy thật ra trực giác trong lòng cô ta như đã ẩn ẩn mắt bảo người đó là ai à là vũ tuệ quả nhiên là như vậy cậu ấy là người như thế nào là một người may mắn được một người con trai ưu tú như vậy toàn tâm toàn ý yêu thầm vũ tuệ hả cừng cũng không rõ lắm mình không tiếp xúc với cậu ấy quá nhiều hẳn là một người ôn nhu đi trong trường được đánh giá khá tốt cũng rất được hoan nghênh, nhưng mà cũng giống như Lương Bình, khó theo đuổi. Chương 8 Đậu đỏ Nguồn Mê truyện audio com Mình có thể ngồi đây không? Vũ Tuệ đột nhiên nghe thấy âm thanh truyền đến từ bên cạnh. Vũ Tuệ quay đầu, thấy được tri Giai đáy mắt nhanh chóng hiện lên tia u ám, nhưng cô vẫn ôn hòa mà nói. Có thể, ngồi đi. Tri Giai liền ngồi xuống bên cạnh Vũ Tuệ, Cương nhất học đệ đang cầm sách vì chậm một bước mà không được ngồi cạnh vũ tuệ nên biểu tình trên mặt tràn ngập bi thương. Vũ rũ cục đuôi đi đến vị trí chưa có người ngồi xuống, tuy rằng có hai cái bàn dài sau khi tan học thường xuyên bị câu lạc bộ đọc sách chiếm dụng, nhưng không có nghĩa là những học sinh khác đến đây đọc sách sẽ không được ngồi, cho nên cũng không thể nói người ta đứng lên nhường chỗ cho mình, vũ tuệ học tỷ, hu hu. Tri giai chú ý tới điều này, hơi hơi đỏ mắt nhìn về phía vũ tuệ, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, tóc dài nhu thuận, đen đến mức dường như có thể phát ra ánh sáng mờ ảo, ngoan ngoãn rủ nhẹ trên người cô, làm nổi bật lên dàn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, giống như đã được thiên sứ cẩn thận hôm qua, bộ dáng rủ mắt đọc sách càng nhã nhặn, ưu nhã lại lịch sự, tràn ngập hơi thở nghệ thuật, lớn lên xinh đẹp, khí chất xuất chúng, thành tích cũng không tồi. Vũ Tuệ này gần như là một cô gái hoàn hảo. Không chút khuyết điểm. Khó trách lại được hoan nghênh như vậy khó trách Lương Bình lại thích cô ấy, không biết vì điều gì, Tri Giai cảm thấy có chút mất mát. Vũ Tuệ, đừng quên ngày mai phải nộp báo cáo đọc sách đó nha. Hương cầm nhắc. Mình biết rồi. Vậy mà cậu còn đọc đồi gió hú, cậu muốn đọc bao nhiêu lần nữa? Báo cáo đọc sách tính viết về quyển sách nào? Nhân gian thất cách với trăm năm cô độc. Hả hả? Đã cẩn thận tra tư liệu với đọc sách rồi chẳng qua người thực sự cẩn thận đi ra tư liệu và đọc sách là lương bình quân mà thôi tri giai nghe được đoạn đối thoại của vũ tuệ và hương cầm có chút nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu tri giai cũng không ở thư viện lâu cô ta cũng không biết bản thân vì điều gì mà muốn tới đây một chuyến đại khái là tò mò vì sao lương bình lại thích vũ tuệ đến như vậy cho nên mới cố ý lại gần nhìn thử vũ tuệ rất nhanh cô ta cũng đứng dậy rời đi lúc đi ngang qua câu lạc bộ cờ tướng cô ta không khỏi thả chậm bước chân, Tri giai thấy được Lương Bình cùng một học tỷ mặc váy ba lê đứng ở bên ngoài câu lạc bộ cờ tướng nói chuyện, mà đứng cách cô ta không xa, ở bên dưới tàn câu còn có mấy vị học tỷ thoạt nhìn có chút bất lương, trong đó có một người có dáng dấp vô cùng gợi cảm, đúng là nữ thần gợi cảm của lĩnh tây, thanh nãi. Nếu Lương Bình học đệ nhận lời mời của Hoa Linh, sẽ chứng minh hắn không tính loại hình lãng lơ như thanh nãi. Lương Tử ác ý mà nói. Xì Linh Hoa chỉ được cái bên ngoài không lẳng lơ mà thôi, nếu như Lương Bình học đệ thật sự không có mắt nhìn như vậy, thì tao liền chúc phúc cho hắn bị Linh Hoa hút hết linh khí trở thành một cái xác khô luôn đi. Thanh Nải tức giận mà nói, hôm nay cô nàng cũng không có tâm tình tán tỉnh ai. Ấy ấy, không nên nói chuyện 18 cộng ở chỗ này chứ. Mày với cái người mà trước đó không lâu còn thề thốt phải lột sạch được quần áo của Lương Bình học đệ cứ như không phải cùng một người vậy. Nghe bọn họ nói vậy, tri dai mặt đỏ tai hồng chủ đầu đi qua bên người bọn họ chỉ là ánh mắt vẫn không nhịn được mà đảo qua lương bình người đang nhận được lời mời từ thiên nga trắng chủ tịch câu lạc bộ khiêu vũ với dáng người yểu điệu ưu nhã linh hoa vẻ mặt lương bình vẫn như vậy thông dong bình tĩnh lãnh đạm vô cùng khắc chế mặc dù đã tan học nhưng đồng phục trên người vẫn chỉnh tề đại khái là hắn không đáp ứng lời mời của linh hoa học tỷ cho nên cô ấy mới lộ ra biểu tình đau thương mà bác cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng tan nát cõi lòng. Bộ dáng của vị học tỷ này so với Vũ Tuệ cũng không hề kém cạnh, nhưng mà Lương Bình cũng không có hành động gì, có phải đã chứng minh hắn thích Vũ Tuệ cũng không phải bởi vì bề ngoài. Hắn hẳn là không phải là kiểu người chỉ yêu thích vẻ bề ngoài. Mày vẫn còn bởi vì Vũ Tuệ không cho mày mượn tiền mà không vui à. Xin ủng hộ chúng tôi tại trù miệng.net, tao cảm thấy nó cố ý. Khi Giai mơ hồ nghe được âm thanh cuộc đối thoại truyền đến từ phía sau có xuất hiện tên của Vũ Tuệ, cô ta có chút mẫn cảm thả chậm bước chân, nhưng bởi vì Linh Hoa mang vẻ mặt thất bại đi qua, cho nên đề tài của bọn họ lập tức thay đổi thành những chuyện không đứng đắn. Có đôi khi Lương Bình sẽ nghĩ, nếu như Vũ Tuệ sẽ giống những học tỷ nhàm chán kia thì sẽ thế nào? Sau khi cự tuyệt Linh Hoa, trở lại câu lạc bộ, nhìn ván cờ còn chưa kết thúc, hắn phân tâm nghĩ đến chuyện này, mặc kệ là thanh nải linh hoa hay là lương tử điểm chung của bọn họ là biểu tình khi họ nhìn hắn giống như chết đói khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái khi bọn họ dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi hắn hắn sẽ nghĩ đến vũ tuệ nếu cô ấy ngỏ lời với hắn cậu quen mình nhé thì hắn sẽ thế nào nghĩ như thế nào đáp án cùng nhất định là lập tức đồng ý nếu có một ngày vũ tuệ cũng sẽ ham muốn hắn không lương bình duỗi tay che lại nửa khuôn mặt hắn cảm thấy cả người khô nóng hắn đem loại tư tưởng dơ bẩn này áp chế lại cảm thấy bản thân thật sự quá mức biến thái ban ngày ban mặt còn đang trong câu lạc bộ cờ tướng bên cạnh đều là các thành viên của câu lạc bộ mà có thể nghĩ đến loại chuyện này nếu như bị tên đồng bình kia biết có khi sẽ vì đại nghĩa diệt thân mà đem hắn bắt vào cục cảnh sát cũng nên hắn cố gắng tĩnh tâm nhưng khi nhìn quân cờ trên tay đột nhiên cảm thấy quân cờ trên tay rất giống món thịt viên vũ tuệ ăn buổi trưa, dường như vũ tuệ rất thích ăn món đó, hắn chú ý thấy cô ăn vài viên, nếu không phải Mỹ Chi cũng ăn, hẳn là cô sẽ ăn thêm nữa, tốc độ ăn của cô ấy rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm, nhưng lúc ăn lại mang lại một cảm giác hào sản, cũng không giống những đứa con gái khác khi ăn sẽ rất để ý hình tượng, thật cẩn thận để không bị dính lên khóe môi, gương mặt phồng lên vì ăn, cùng con mắt chớp chớp thưởng thức đồ ăn, thật là quá đáng yêu, là một món ăn được làm từ một số lượng, thường là hay, cuộn thành một nhỏ, đôi khi cùng với các thành phần khác, theo Wikipedia, Lương Bình. Chu Phòng đang đánh cờ cùng hắn đột nhiên thấy hắn nhìn chầm chầm quân cờ phát ngốc, kỳ quái gọi một tiếng, lúc này Lương Bình mới hoàn hồn, đẩy đẩy mắt kính, mặt vô cảm đặt quân cờ xuống. Vẫn như trước đây, trước 5 phút khi sinh hoạt câu lạc bộ cờ tướng kết thúc, Vũ Tuệ sẽ đi ngang qua cửa sổ của câu lạc bộ, Lương Bình cũng như thường lệ tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt rồi rời khỏi trường, đi theo sau Vũ Tuệ, Vũ Tệ chuyển tới cao trung lĩnh Tây vào kỳ thứ ba của năm nhất, vào ngày thứ tư sau khi cô nhập học, hắn liền bắt đầu nhìn chăm chú Vũ Tuệ, tới ngày thứ năm liền bắt đầu theo sau cô, hiện tại đã là học kỳ thứ hai của năm hai, nếu như là người khác, khả năng là đã cảm giác được có gì đó không đúng, sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn rồi nhưng mà vũ tuệ vẫn không hề phát hiện ra lương bình cảm thấy cô quá mức thiếu cảnh giác để phát hiện mình gặp nguy hiểm nếu như có người mang ý xấu muốn tiếp cận thì phải làm sao bây giờ vì thế dần dần từ lúc bắt đầu vô ý thức đi theo đến bây giờ đã trở thành loại cảm giác không theo không được cô ấy thiếu mất dây thần kinh cảm giác nguy hiểm như vậy hắn cảm thấy lo lắng hắn biết cái suy nghĩ của mình giống như những tên tội phạm biến thái sau khi bị bắt được đưa lên tin tức cũng luôn mồm ồn ào anh chỉ vì muốn tốt cho em anh cảm nhận được nội tâm em đang kêu gào khát vọng anh cho nên anh mới làm vậy nhưng hắn lại không thể khống chế được mình không bị vũ tuệ phát hiện là tốt ngàn vạn lần không được để cô ấy phát hiện nếu không chờ đợi hắn chỉ có kết cục mất hết tôn nghiêm hắn nghĩ như vậy lại nhìn cô đi vào cửa hàng điểm tâm quen thuộc mua bánh đậu đỏ sau đó trở về nhà, hôm nay Lương Bình Quân vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ hộ tống của mình. Vũ Tuệ ôm con mèo nhỏ chạy tới nên đón mình vào ngực, vui vẻ. Nghĩ, cô ngồi trên ghế sofa, mở túi giấy ra, từ bên trong lấy ra một cái bánh đậu đỏ, ăn một miếng, hương vị thơm thơm ngọt ngòn tràn ngập khắp khoang miệng, ký ức của Vũ Tuệ không khỏi trôi xa, nghĩ đến hắn làm bánh đậu đỏ rất khó ăn, cô chỉ cắn thử thôi là đã nhổ ra, hắn thẹn quá hóa giận mà nói. Này, Tuy rằng rất khó ăn, nhưng mà em cũng phải làm bộ ăn nó chứ. Người ta nói đậu đỏ tượng trưng cho tình yêu, anh đem tất cả tình yêu của mình bỏ vào đó, em nhất định phải ăn hết toàn bộ cho anh. Tuy tặng anh nói như vậy em rất vui, nhưng mà nếu như em ăn hết cái này, có khi sẽ phải nhập viện mất, anh muốn em phải nhập viện sao? Vũ Tuệ thưởng thức bánh đậu đỏ ngọt ngào, đôi mắt hơi cong lên, ừm, vừa thơm vừa ngọt, giống như lương bình quân của cô vậy. Chương 9 Biểu hiện giả dối Nguồn Mê truyện audio com Thanh nãy đi từ trong nhà ra, liền nhìn thấy Vũ Tuệ đang chờ ở cửa, nhìn thấy cô nàng đi ra, có chút cẩn thận mà phất phất tay. Hừ Thanh nãy lạnh mặt đi về phía trạm xe điện, Vũ Tuệ đuổi theo, thật cẩn thận đi bên người Thanh nải Học tỷ chị giận em sao? Chị với mày có gì mà tức giận? Cái kia, em thật sự không có tiền thực tế là công ty ba em xảy ra chút tình huống tiền trong nhà cơ bản là đều đổ vào đó cho nên vũ tuệ nhỏ giọng nói trên mặt lộ ra biểu tình hổ thẹn lại khổ sở thanh nải thấy vậy có chút không được tự nhiên nếu như vậy không phải nói sớm là tốt rồi sao em xin lỗi em thật sự rất thích thanh nải học tỷ không muốn chị không để ý tới em sắc mặt thanh nải có chút đỏ lên trong lòng thì lại cảm thấy đắc ý vì mị lực của mình. Hừ, chúng ta xem như làm lành chưa chị? Còn xem tâm tình. Em có cái này cho chị, chị xem tâm tình chị có tốt lên chút nào không? Vũ Tuệ lấy lòng đem một cái hộp nhỏ đưa qua, Thanh Nải cầm lấy cái hộp mở ra, phát hiện bên trong là một vòng cổ tinh xảo màu trắng, mặt trang sức là hai viên trân châu một lớn một nhỏ, trân châu có màu trắng ngà bóng loáng, tròn vo, vừa quý khí lại vừa đáng yêu, làm người ta nhìn thôi cũng thấy vô cùng yêu thích, con gái khi nhận được quà đều sẽ vui vẻ, thanh nải lập tức không thèm khách khí nhận lễ vật, sau đó làm hòa với vũ tuệ. Sau khi giúp thanh nải đeo vòng cổ lên, viên trân châu vừa ngay. Trên xương quai xanh gợi cảm của thanh nải, hoặc nhìn vừa cao quý, lại vô cùng xinh đẹp, vũ tuệ duỗi tay vuốt ve một chút, thanh nải cao hơn so với cô nửa cái đầu không nhìn thấy được ánh mắt của vũ tuệ dưới hàng lông mi. Tri dai, đã nghĩ kỹ muốn tham gia câu lạc bộ nào chưa vừa mới vào phòng học không bao lâu lớp trưởng nhược thái liền đến gần hỏi tri giai nhìn danh sách câu lạc bộ do dự đánh dấu vào câu lạc bộ cờ tướng hả câu lạc bộ cờ tướng nhược thái như suy tư gì đó nhìn về phía tri giai có có vấn đề gì sao tri giai khẩn trương đến nỗi hơi hơi co vai lại không phải là vì lương bình mà cậu chọn câu lạc bộ cờ tướng chứ chẳng lẽ mới vậy mà Xuân Tâm đã nhộn nhạo? Gì chứ? Đừng nói lung tung. Tri dai mặt đỏ tai hồng che miệng nhược thái lại, hai người đùa giỡn một lát thì tiếng chuông vào học vang lên, tri dai ngồi tại chỗ, cúi đầu nhìn chầm chầm vào ba chữ cờ tướng xã trên phiếu đăng ký câu lạc bộ, nghĩ thầm cô không hề, không hề vì Lương Bình. Chỉ là vì có hứng thú với cờ tướng mà thôi, Lương Bình đã có người trong lòng, hơn nữa lại là vũ tuệ hoàng mỹ như vậy, cô. Cô chỉ là cảm thấy hứng thú với cờ tướng mà thôi. Câu lạc bộ cờ tướng, nhờ sự trợ giúp của Lương Bình, Vũ Tuệ rốt cuộc có thể nộp báo cáo đúng hạn, một bản báo cáo hoàn mỹ mà bất kỳ ai cũng không tìm ra sai sót, nhưng mà đại khái là vì Vũ Tuệ có quá nhiều lịch sử đen tối về vụ báo cáo đọc sách này rồi, đột nhiên viết ra một bản báo cáo chất lượng tốt đến như vậy. Cô giáo làm người giám sát câu lạc bộ đọc sách cũng chính là chủ nhiệm của lớp Vũ Tuệ Kim giáo viên dạy văn, cô mộ một lại gọi Vũ Tuệ lên văn phòng. Ha thật sự là viết rất khá đấy, lần này không còn dùng tiêu đề sách để cho đủ số lượng từ cũng không còn dùng những thứ như đây là chuyện xưa của một ma vương vì ăn phải một loại đậu có mùi vị lạ mà nôn mửa, tẩu hỏa nhập ma nên hủy diệt toàn bộ nhân loại. Để kết bài nữa, bạn học Vũ Tuệ, tiến bộ rất lớn đó, nói như vậy thì thành tích kiểm tra văn định kỳ sắp tới của em đáng mong đợi đấy. Trong văn phòng của giáo viên chủ nhiệm năm 2, chủ nhiệm lớp Vũ Tuệ vừa đọc báo cáo vừa cười nói: Giọng điệu trên gẹo vô cùng rõ ràng, lời này vừa nói ra không ít thầy cô trong phòng tỏ vẻ muốn nhìn một chút. Vì thế báo cáo đọc sách của Vũ Tuệ liền được các giáo viên trong phòng truyền tay nhau đọc, bởi vì Vũ Tuệ đối với môn này, mỗi lần làm văn đều không khác gì một đứa nhỏ viết văn, làm mộ một dường như muốn hỏng mất. Toàn bộ giáo viên ở đây đều biết Vũ Tuệ vì đối phó với cái báo cáo đọc. Sách đã làm ra những sự tích xuất sắc gì, mà Vũ Tuệ lại là kiểu người thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự gương mặt và khí chất đậm chất văn nghệ, hai điều này kết hợp lại vô cùng tương phản, cho nên bọn họ đều rất tò mò không biết lần này Vũ Tuệ lại ứng phó như thế nào với báo cáo đọc sách kỳ này, không nghĩ tới lần này con bé lại nghiêm túc như vậy, có thể làm ra một bản báo cáo không thể làm người ta bắt lỗi được. Lúc Tri Giai vào văn phòng giáo viên, liền nhìn thấy các thầy cô vui vẻ nói chuyện. Thầy à! Tri Giai đi đến trước bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp 3, trên tay còn cầm theo những tư liệu về thủ tục chuyển trường còn lại, ánh mắt có chút tò mò mà nhìn qua Vũ Tuệ, trong lòng lại sinh ra cảm giác hơi hơi mất mát, người này không chỉ lớn lên xinh đẹp, thành tích tốt, mà còn được các thầy cô vô cùng yêu thích nữa sao? Báo cáo đọc sách vừa vặn truyền tới tay chủ nhiệm lớp 3, bởi vì tri giai đến, nên hắn cầm notebook để trên bàn, nhận lấy tư liệu, thuận miệng hỏi: "Ở lớp mới em thích ứng ổn chứ?" cùng các bạn học mới học chung chắc không tồi nhỉ vâng ạ à, em rất thích lĩnh tây ạ à, các bạn học đều rất tốt ánh mắt tri dai dừng lại ở cuốn đô tê bốt trên bàn chỉ một cái liếc mắt như vậy cô ta liền ngây ngẩn cả người mày hơi hơi nhăn lại ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào nó nhớ là phải tham gia một câu lạc bộ nào đó bởi vì ngoại trừ học sinh năm ba hoặc có tình huống đặc thù gì đó không thể tham gia câu lạc bộ thì mỗi học sinh đều phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ Tuy rằng báo cáo đọc sách này em tốn rất nhiều tâm tư để viết ra, nhưng mà cầu xin thầy cô đừng kỳ vọng quá lớn vào thành tích của em ở kỳ kiểm tra định kỳ. Kiểm tra thì em đâu có thể lên mạng tra tư liệu được ạ. À. Thanh âm của chủ nhiệm lớp và Vũ Tuệ hỗn loạn xen lẫn vào nhau nhưng Tri Giai chỉ nghe được lời của Vũ Tuệ. Cô ta khó có thể tin được mà nhìn Vũ Tuệ đang không hề có chút gánh nặng tâm lý mà hưởng thụ lời tán thưởng của các thầy cô. Bạn học Tri Giai Chủ nhiệm lớp gọi cô ta một tiếng. Thầy, thầy à, cái này, em có thể xem một chút được không à? Tri giai chỉ chỉ báo cáo đọc sách của Vũ Tuệ, trong lòng đột nhiên có một cổ phẫn nộ không kể, hơn cả phẫn nộ là không thể tin nổi. Giáo viên dạy toán vẫn đang giảng bài nhưng một câu tri giai cũng không nghe lọt, trong đầu đều là những cảnh tượng cô ta đã thấy ở văn phòng cùng bài báo cáo đọc sách đã đọc được. Báo cáo đọc sách kia, rõ ràng không phải là Vũ Tuệ viết, là Lương Bình viết là vũ tuệ đem nó chiếm dụng thành của mình, còn không hề cảm thấy hổ thẹn mà nhận lời khen của các thầy cô, làm bộ giống như là bản báo cáo kia do cô ta dùng cả tâm huyết để viết ra. Sao vũ tuệ có thể làm ra loại chuyện này? Lời đồn về vũ tuệ ôn nhu lễ phép là thật sao? Lương Bình có biết việc này không? Ô cơ chị dai, anh nhà là vô cùng cam tâm tình nguyện viết cho chị nhà chiếm dụng đó ạ à. Chuẩn bị tự vả đi há há, sau khi tan học, tri giai hỏi bạn ngồi sau cậu biết vũ tuệ ở lớp một không cậu cảm thấy cô ấy là người như thế nào phía sau là một bạn học nam vừa nghe thấy tri giai hỏi vậy liền nói vũ tuệ vũ tuệ siêu đẹp tính cách cũng tốt nữa nhưng mà mình cũng không rõ mỗi lần gặp cậu ấy luôn cảm thấy e ngại cũng không dám đến quá gần tri giai lại nghi người hỏi bạn học nữ đối diện vũ tuệ là người không tệ, khá tốt á. Tri Giai hỏi rất nhiều người, đa số đều đánh giá Vũ Tuệ là người thật thà, ôn nhu, tính tình tốt, thành tích cũng tốt, không kiêu ngạo. Nhưng Tri Giai chỉ cần nghĩ đến việc Vũ Tuệ dám lấy bút ký của Lương Bình chiếm dụng thành của mình liền cảm thấy tam quan sụp đổ. Hơn nữa cô ta rất nhanh có thể tìm ra lý do để tin rằng Vũ Tuệ không tốt như vẻ bề ngoài mà mọi người vẫn thấy. Vũ Tuệ có quan hệ không tồi đối với nhóm yêu nữ bất lương năm ba, nhóm trưởng của nhóm yêu nữ đó là thanh nải còn là hàng xóm của vũ tuệ gần mực thì đen gần đèn thì sáng tam quan khác nhau thì sao có thể trở thành bạn được tri giai còn nhớ rõ hôm qua tan học gặp được nhóm người thanh nải nói chuyện không hề có chút liêm sĩ nào vũ tuệ có thể làm bạn với đám người này tất nhiên là bởi vì hai bên hấp dẫn lẫn nhau cũng không hề chán ghét tính cách đối phương dựa theo những gì cô ta nhìn thấy nghe thấy ở trường cũ thì đây chính là định luật tương quan đám thanh nải chắc chắn không thể nào thích được một học sinh tốt như Vũ Tuệ, khác bọn họ một trời một vực như vậy được, trừ phi Vũ Tuệ không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Chương 10 Mạch nước ngầm Nguồn Mê truyện audio com Lại tới nữa, Lương Bình không vui nghĩ, hắn ngồi tại chỗ, đôi mắt xuyên qua cửa sổ nhìn cái tên học đệ cương nhất kia, hắn ta không biết lại nghĩ ra cái cớ ngu ngốc gì, chạy đến đây gọi Vũ Tuệ ra ngoài, ở ngoài hành lang lộ ra vẻ mặt ngu xuẩn, biểu tình không khác gì con cúng mà nhìn vũ tuệ, triếu rít nói cái gì đó, nhìn chướng mắt kinh khủng, mỗi ngày tan học gặp nhau ở câu lạc bộ chưa đủ à, lại còn nhân lúc nghỉ giữa tiếp cũng mò tới. Lương Bình Thanh âm vang lên từ ngay cửa sau ở phía sau hắn, Lương Bình quay đầu, thấy được tri giai, cô ta đứng ở ngay cửa sau, tươi cười đáng yêu vẫy tay với hắn. Chuyện gì? Lương Bình lãnh đạm lên tiếng à sao cậu lạnh lùng vậy mình biết được bí mật của cậy không đối tốt với mình một chút không sợ mình sẽ để lộ bí mật của cậu sao tri giai bất mãn nói ánh mắt lại chứa vài phần ý cười có vẻ như một bé gái nghịch ngợm thân thiết giống như cô ta và lương bình đã là bạn tốt tri giai cho rằng lương bình sẽ lập tức có chút luống cuốn tay chân giống như hôm trước vậy lại không nghĩ tới hắn chỉ lãnh đạm quay người đi biểu đạt ý tứ không muốn cùng cô ta tiếp tục nói chuyện vô cùng rõ ràng Tri dai cắn cắn môi, cảm giác có chút khó chịu khi mặt nóng dán mông lạnh, nhưng rất nhanh lại làm ra vẻ thoải mái mà đi đến cửa sổ. Mình nói này. Chợt sửng sốt. Tri Giai thấy được quyển sách tiếng Anh trên bàn của Lương Bình, trang sách trong quyển sách kia bóng loáng, một chút nếp gấp cũng không có, là sách mới hoàn toàn. Thì ra là thế, bởi vì chứng cứ đã bị giấu đi, cho nên hắn cũng không sợ bị cô ta nói ra, so với một học sinh mới chuyển trường như cô ta, lương bình và vũ tuệ ở lĩnh tây mới có phân lượng đối với học sinh nơi đây cho dù cô ta nói gì đi chăng nữa cũng sẽ không có ai tin tưởng làm không tốt sẽ trở thành mục tiêu của những người theo đuổi lương bình và vũ tuệ nhưng cái này cũng không phải trọng điểm vì tri giai vốn cũng không có ý định tiết lộ chuyện này điều làm cô ta để ý là hắn chỉ cần đem tên vũ tuệ viết trên quyển sách xóa đi là được cô ta thậm chí đã giúp hắn khoanh vùng hắn cũng không cần phải tốn thời gian đi tìm nhưng hắn thà tình nguyện đổi một quyển sách mới cũng không muốn xóa tên vũ tuệ sao đã thích đến mức này rồi ư tri giai nghĩ vậy trong lòng lại càng toát ra cảm giác mất mát nhưng ngay sau đó cô ta lại cảm thấy có chút may mắn lương bình cậu có thể giúp mình mượn đồ của vũ tuệ được không tri giai lại nói những lời này quả nhiên thu hút sự chú ý của lương bình có được không giúp mình nói với vũ tuệ mình mượn đồ cậu ấy nhưng cơ hội này có thể nói chuyện tiếp xúc với cậu ấy, mình rất nghĩa khí đó nha. Quan hệ của tôi và cậu chưa đến mức dùng được hai từ nghĩa khí này, không cần tùy tiện nói ra kiểu lời nói làm người khác hiểu lầm cậu muốn mượn gì. Lúc mình đến văn phòng giáo viên làm nốt thủ tục chuyển trường, nghe thầy cô nói báo cáo đọc sách của Vũ Tuệ viết rất khá, đúng lúc gần đây mình cũng đang xem hai quyển sách đó, muốn mượn tham khảo một chút, nhưng mà mình và Vũ Tuệ lại không quen biết gì nhau, cho nên Lương Bình làm ơn giúp mình mượn nó đi Buổi chiều sau khi tan học mình sẽ đến báo danh ở câu lạc bộ cờ tướng Mình mong là đến lúc đó mình gặp cậu thì cậu sẽ cầm theo báo cáo đọc sách của Vũ Tuệ Cảm ơn nhiều cậu đồng ý giúp Mình rồi đó nha, bye bye Sau khi tri dai xoay người đi liền nhẹ nhõm thở dài một hơi Nụ cười bày ra trên mặt cũng thu lại Đây là lần đầu tiên cô ta làm loại chuyện này khẩn trương đến nỗi trái tim như nhảy ra khỏi yết hầu may mắn lúc trước ở văn phòng bởi vì quá kinh ngạc nên cô ta không kịp nói ra nếu không thì dù cho lương bình thấy rõ bộ mặt giải dối của vũ tuệ chắc chắn cô ta cũng sẽ bị chán ghét đi người xa vào yêu đương chính là như vậy không thể nói lý cho dù bạn có ý tốt nói cho hắn biết hắn bị phản bội đối phương không những sẽ không cảm kích ngược lại còn có khi sẽ oán giận ngược lại bạn nữa kiệt cho nên vẫn là để cho hắn tự mình phát hiện đi cầm lấy nô tê của người mình yêu thầm nhất định sẽ nhịn không được mà lật xem đến lúc đó hắn sẽ phát hiện nội dung trong báo cáo đọc sách của vũ tuệ gần như là giống y đúc bút ký đọc sách của hắn hơn nữa còn nhờ nó mà vũ tuệ được các thầy cô khích lệ điều này cũng giống như việc một bạn học trong lớp vô tình thấy được bài văn của bạn học khác sau đó tự tiện sao chép rồi mang nó tham gia cuộc thi kết quả vừa nhận được tiền thưởng lại được thầy cô khen cũng không có gì khác nhau vũ tuệ nhìn bóng dáng tri dai ánh mắt lại chuyển tới người lương bình học tỷ sao ạ à, có được không cương nhất kéo sự chú ý của vũ tuệ trở lại thật sự là chị cũng rất muốn đi nhưng mà chị không thể chắc chắn tới lúc đó có chuyện gì đột xuất không để chị xem lại rồi báo cho em nhé sự u ám trong mắt vũ tuệ tan đi ánh mắt sạch sẽ ôn hòa nhìn cương nhất nói mặt thiếu niên lập tức đỏ bừng tay chân cũng không biết làm sao chỉ đành gật đầu em 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 biết rồi. Sắp vào học rồi, em mau trở về lớp đi. Vân vân. Lương Bình hậu tri hậu giác cảm thấy có chút ảo não, hắn như vậy cũng không khác gì tên cương nhất học đệ hắn vừa mới ghét bỏ qua một lần, một khi tìm được một chút lý do thì sẽ giống như tìm được bảo bối mà vui vẻ vì có thể đúng lý hợp tình mà tiếp cận vũ tuệ, không, sao cương nhất có tư cách so sánh với hắn chứ? Cái loại suốt ngày chỉ biết chơi game, đọc tiểu thuyết tình yêu rồi ảo tưởng có thể trở thành anh hùng cứu vớt thế giới, thành tích học tập rối tinh rối mù không có gì nổi bật, sau khi lớn lên có khi cũng chỉ có thể trở thành một nhân viên văn phòng bình thường, làm công ăn lương, muốn mua những kim cương cho vũ tuệ cũng không có khả năng, không hắn ta nhất định không có cơ hội hay tư cách mua những kim cương cho vũ tuệ, chứ đừng nói là buồn rầu vì không mua được. Độ nhạy cảm đối với sự việc đầu tiên là tiên tri tinh giác đến cuối cùng là hậu tri hậu giác hơn nữa hắn cũng không ngu xuẩn như ai kia để lộ ra sự yêu thích của mình càng sẽ không để lộ ra khát vọng của mình để người khác chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu được sự chờ mong trong ánh mắt hắn sau khi thuyết phục bản thân lương bình đứng dậy vũ tuệ hắn đi lại chỗ ngồi của vũ tuệ ơi vũ tuệ dừng bước nghiêng đầu nhìn hắn cười nhẹ có người nhờ tôi mượn giúp báo cáo đọc sách của cậu, có được không? Câu nói của hắn vẫn máy móc như vậy, thật giống như nếu Vũ Tuệ chỉ cần cự tuyệt thì nhất định hắn sẽ trả lời lại, tôi đã biết, sau đó dứt khoát xoay người rời đi, có thể nói là vô cùng không xứng chức đi mượn đồ giúp người khác. Là bạn nữ vừa rồi nói chuyện với cậu sao? Ừ. Mình biết rồi, được chứ? Vũ Tuệ lấy notebook từ học bàn ra đưa cho hắn nhưng mình hy vọng là cậu ấy sẽ tự mình đến nói với mình. Tự mình đi tới quả thật là sẽ lễ phép hơn, mượn đồ có thể lấy cớ là không quen nên ngại mở miệng. Nhưng sau khi mượn đồ còn để người khác cảm ơn thay thì cũng không thích hợp, nhưng nếu như vậy hắn liền mất đi một cơ hội đúng lý hợp tình mà tiếp xúc với vũ tuệ, mặt lương bình vô cảm mà nghĩ, thời điểm nhận lấy cuốn sổ, thấy được ngón tay trắng nõn như ngọc của vũ tuệ, móng tay ngón cái được cắt tỉ mượt mà sạch sẽ, hồng hồng rất đẹp, làm người ta thật sự muốn nắm nó trong tay chỉ một chút tiếp. Xúc đơn giản ngắn ngủn như vậy, sau đó ai về chỗ ngồi của người đó, bạn học trong lớp không ai có thể nhìn ra mạch nước ngầm mãnh liệt được che giấu bởi vẻ ngoài lãnh đạm giữa hai người. Lương Bình và Vũ Tuệ hợp đôi ghê, mà không hiểu tại sao hai người không xác ra tí điện nào nhỉ. Cũng không có cách nào khác, với tính cách của hai người này có muốn cũng không được, trong mối quan hệ giữa nam nữ thì tính cách phải bổ sung cho nhau mới được nói chung là vũ tuệ và lương bình ở bên nhau là một cảnh đẹp đó nhưng mà cảm giác thực nhàm chán quả nhiên bọn họ thích hợp với nửa kia nhiệt tình hoạt bát hơn dù sao cũng phải có một người chủ động chứ đúng không trong lòng lương bình không quá vui vẻ mà khẽ liếc mắt nhìn qua đám con gái đang lặng lẽ tám chuyện nghĩ thầm là ai đưa ra cái quy định đó hắn thích vũ tuệ nhiều như vậy nhàm chán hay không cũng không phải do bọn họ nói ra đâu việc thanh Nãi nhận được thư đe dọa gần đây thế nào rồi nghe nói vẫn luôn nhận được đó mỗi ngày một bức sau khi tri giai nghe được cuộc đối thoại như vậy từ bàn sau cô ta giật mình mà xoay người lại nói xen vào sau đó được một nữ sinh nhiệt tình với chuyện đi truyền bá tin tức bác quái phổ cập một chút kiến thức thanh Nãi cũng không phải là loại người dễ chọc nghe nói tekundo hay aikido đã đạt đến trình độ đai đen tám đẳng khi nhận được phong thư đe dọa đầu tiên đã chạy đến câu lạc bộ phát thanh của trường cảnh cáo đại khái là vì nam sinh cô ta quen trong trường quá nhiều cô ta không hề có chút manh mối nào về người gửi thư đe dọa hết cho nên dứt khoát cảnh cáo toàn bộ những người đó một lần nhưng mà đến bây giờ vẫn còn nhận được mà mình nghĩ người muốn nhằm vào cô ta chắc chắn không phải chỉ có một người những người bị cô ta vứt bỏ sau đó ghi hận đoán chừng cũng không ít tekundo còn được viết là tae cung do hay tekuvê do Đài quyền đạo, là quốc võ, môn quốc gia của và là loại hình võ đạo, mudo, thường được tập luyện nhiều nhất của. Đây cũng là một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên trong Tekundo, TAE. Đài, có nghĩa là cước pháp, cung, hanja. Quyền, nghĩa là thủ pháp, và do, hanja. Đạo, có nghĩa là đạo, con đường, hay, vì vậy, Tekundo có nghĩa là nghệ thuật đấu võ bằng và, theo Wikipedia, Aikido hợp khí đạo aikib phát âm tiếng nhật là một môn được phát triển bởi như một sự tổng hợp các nghiên cứu võ học triết học và tín ngưỡng tôn giáo của ông aikido thường được dịch là con đường hợp thông với hoặc con đường của tinh thần hài hòa mục tiêu của ushiba là tạo ra một nghệ thuật mà các môn sinh có thể sử dụng để tự bảo vệ mình trong khi vẫn bảo vệ người tấn công khỏi bị thương các kỹ thuật của aikido bao gồm nhập thân chuyển động xoay hướng chuyển hướng tấn công của đối phương, các loại động tác và khác nhau. Aikido chủ yếu xuất phát từ môn võ, nhưng bắt đầu tách ra từ nó vào cuối những năm 1920, một phần do sự liên quan của Ushiba với tôn giáo. Những tài liệu của những môn sinh ban đầu của Ushiba ghi lại tên gọi môn võ là Aiki, Yotusu, các môn sinh cấp cao của Ushiba có những cách tiếp cận khác nhau với Aikido, phụ thuộc phần nào vào thời gian họ học tập với ông. Ngày nay, Aikido hiện diện trên khắp thế giới trong một số phong cách, với phạm vi giải thích và nhấn mạnh rộng rãi, tuy nhiên, tất cả các phong cách này đều chia sẻ nguồn gốc từ các kỹ thuật do Ushiba xây dựng và hầu hết đều quan tâm đến sự an toàn của người tấn công theo. Wikipedia, không báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát? Trời ạ, à, cảnh sát sẽ không quản loại chuyện này đâu. Nghe được giọng điệu chua ngoa trong lời nói của bọn họ, Tri Dài có chút khó hiểu, lại còn xúc động cô ta hỏi loại người như thanh nải làm người ta không ưa nổi đúng không còn phải nói sao đặc biệt là mỗi khi bọn họ thích một ai đó đều phát hiện đối phương đã là bại tướng dưới váy ả ta nhưng sao các cậu lại không có ý kiến gì với vũ tuệ vậy cậu ấy cùng đám người thanh nải học tỷ không phải quan hệ rất tốt sao cậu ấy có thể làm bạn với thanh nải học tỷ không phải là bởi vì cậu ấy ủng hộ hành vi của bọn họ sao nếu không những người như thanh nải học tỷ sao có thể thích cậu ấy chứ